Tây Du, Bần Tăng không muốn lấy Tây Kinh chương 659. Lại nói Lai Ca trực tiếp lắc mình tiến vào thiên hà nhược thủy chỗ. Hắn thời khắc cẩn thận. Nếu như có thể hắn không nghĩ đối mặt Ngọc Đế. Nhưng là sự tình thường thường không ngờ. Giờ phút này bởi vì nhược thủy lan tràn duyên cớ, bốn phía trọng binh canh giữ. Hơi có một ít tình huống, thì phải lập tức cho bẩm báo Ngọc Đế. Thoáng do dự một chút, Lai Ca hay lại là hiện thân mà ra nhất thời bốn phía thiên binh sững sờ với nhau trố mắt nhìn nhau đứng lên muốn biết rõ lúc trước lai ca nhưng là tây thiên như lai phật tổ đừng nói là bọn họ những thứ này thiên binh rồi chính là một ít quyền cao chức trọng thần tiên cũng phải đối lai ca hành lý tham kiến phật tổ mặc dù lai ca cũng đã không phải phật tổ rồi nhưng là chúng thiên binh vẫn là hơi thi lễ tiếng xưng hô này để cho lai ca ngẩn ra thật lâu cũng không có nghe được xưng hô như vậy rồi để cho lai ca tâm cảnh phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn. Đưa tay không khỏi sờ một cái chính mình mặt. Lai ca không nói một lời đi tới thiên hà nhược thủy nơi, nhược thủy hiện thân, ta phụng đường tam tạng mệnh lệnh tới, dẫn ngươi đi thấy hậu thổ nương nương. Thiên hà nhược thủy nổi lên từng trận ba động. Hơi nước mờ mịt lên cao, chậm rãi hóa thành một cái diễm lệ bóng người. Nhìn đột nhiên xuất hiện như lai Phật tổ, nhược thủy vẫn còn có chút ngẩn ra dù sao lấy trước Phật tổ cao cao tại thượng tam giới lục đạo ai không cho hai phần mặt mỏng. Nhưng mà bây giờ Lai Ca tư thái thả rất thấp. Nói thẳng ta là phụng đường tam tạng mệnh lệnh mà tới. Ở một cái, Lai Ca sở dĩ nói như vậy, cũng sợ mang đi nhược thủy có chút khó khăn, vạn nhất ngọc đế ngăn cản đây. Cho nên hắn trực tiếp nhất người. Ai, đường tam tạng để cho ta tới, để cho ta mang đi nhược thủy đi gặp hậu thổ nương nương. Nếu như ngươi không phục, ngươi phải đi tìm đường tam tạng. Ít nhất theo Lai Ca, chỉ cần Ngọc Đế Não Hải còn là bình thường, hắn cũng không dám tìm đường tam tạng. Đa tạ Nhật Thủy vốn muốn nói đa tạ Phật tổ, nhưng mà Lai Ca đã không phải Phật tổ rồi, cho nên cuối cùng chỉ nói ra đa tạ hai chữ. Lai Ca đưa tay, làm phép đem Nhật Thủy thần hồn bao phủ ở rồi. Cách đó không xa Ngọc Đế cầm điếu thuốc, cao mày nhìn hắn. Đối với Lai Ca đột nhiên đến thăm, để cho hắn cũng cảm thấy kỳ quái cái này lão tiểu tử không phải hạ giới vì yêu sao chặt chặt thật là có chút châm chọc đường đường tây thiên phật môn lại hạ giới vì yêu còn trở thành yêu vương không biết rõ yêu vương đến ta này thiên đình tới vì chuyện gì ngọc đế bước về phía trước phụng đường tam tạng chi mệnh mang đi nhược thủy giao cho hậu thổ nương nương mặc dù không phải rất muốn đối mặt ngọc đế mà giờ khắc này chân chính đối mặt lai ca cũng không đếm xỉa đến mang đi nhược thủy cái này không thể được như hôm nay sông nhược thủy tùy ý lan tràn còn trông cậy vào nhược thủy có thể trị lý đây nếu là mang đi như vậy thiên đình làm sao bây giờ ở tiếp tục như thế ngọc đế đều sợ thiên hà nhược thủy cho mình thiên đình ngập hơn nữa vì nhược thủy có thể mau sớm khôi phục như cũ gần đây ngọc đế không bớt bận tâm không nói trước xa cách chính là đủ loại đang dược ngọc đế liền một tia ý thức cho nàng hướng quá đưa chỉ hy vọng nàng nhanh lên một chút khôi phục tốt thống trị nhược thủy mà giờ khắc này lai ca lại muốn mang đi nhược thủy cái này không thể được nhược thủy là trẫm thiên đình nữ thần nhược thủy há có thể ngươi nói mang đi liền mang đi nha huống chi như hôm nay sông nhược thủy tứ tán trẫm còn hy vọng nào nàng mau sớm khôi phục như cũ thống trị đây ngọc đế nhẹ buông tay nửa đoạn yên liền rơi trên mặt đất. Bốn phía chúng thần nhìn con mắt cũng hiện lên hết. Ngay cả Lai Ca cũng hít vào một hơi. Cái này đứa trẻ phá của tử nha. Ngươi còn không biết rõ đâu rồi, bây giờ thuốc lá đã không có, ngươi dĩ nhiên cũng làm như vậy lãng phí. Đường Tam Tạng nói. Lai Ca trực tiếp đem lão Tam mang ra, là hắn để cho ta mang đi nhược thủy, nếu là ngươi có cái gì ý tưởng, ngươi tìm hắn thương lượng một chút chứ sao. Ngọc Đế hô hấp một hồi. Tìm đường tam tạng thương lượng. Trẫm mặt còn cần hay không? Ở một cái dựa theo đường tam tạng đức hạnh, tìm hắn thương lượng, phỏng chừng cũng phải cho ngươi tức chết. Ngọc Đế còn phải mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy nhược thủy biến ảo mà ra, bệ hạ, không bằng nhược thủy đi trước hướng hậu thổ nương nương chỗ, nếu là nhược thủy khôi phục, nhất định trước tiên trở lại thiên hà, thống trị lũ lục. Đây cũng tính là cho Ngọc Đế tìm rồi một cái hạ bậc thang rồi. Ngọc Đế gật đầu một cái, như thế cũng tốt. Lai ca nhìn Ngọc Đế liếc mắt, mang theo nhược thủy xoay người rời đi. Đồ chơi gì đây? Đường đường Tây Thiên Phật môn chi tổ, lại rơi xuống tình trạng như thế, cùng yêu quái làm bạn. Ngọc Đế lẩm bẩm một câu. Theo nhược thủy rời đi, thiên hà nhược thủy phản phất lan tràn càng thêm lợi hại. Như có như không một tia hắc vụ lan tràn lên. Trong nháy mắt liền biến mất, lần nữa dần dần không nhìn thấy ở nhược thủy bên dưới. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện. Đem Nhược Thủy đưa đi địa ngục 19 tầng, Lai Ca trực tiếp quay trở về vạn yêu quốc. Thậm chí đem một ít thuốc lá nhị oa đầu cái gì đều lấy ra. Kiểm lại một chút hàng tích trữ. Dựa theo chính mình tính toán, đại khái đủ chính mình giữ vững bao lâu. Tâm lý tính toán ra một cách đại khái. Nhìn như thật nhiều. Nhưng là nhiều hơn nữa, luôn có hút xong uống xong một ngày nha. Nghĩ đến đây Lai Ca nhất thời buồn bực rồi. Nếu không tại sao nói Lai Ca tiết kiệm đây? Hắn bắt đầu ở vạn yêu quốc du đảng đứng lên. Đem năm xưa vứt trên đất những yên đó thủ lĩnh toàn bộ đều lượng trở lại. Sau đó đem bên trong chút ít thuốc lá đổ ra. Cầm một trang giấy, chỉnh thành thuốc lá kích cỡ tương đương, sau đó đem thuốc lá cuốn vào bên trong. Này nhìn một cái bên dưới, lại thêm ra rồi tận mấy cái. Lo trước khỏi họa, trước thời hạn trước chuẩn bị tối thiểu có thể hóa giải nhất thời lửa xém lông mày. Một bên la hầu nhìn cười lạnh không ngã. Đức hạnh gì, dầu gì cũng là một cái chuẩn thánh, lại vì vậy đồ chơi mà chạy khắp vạn yêu quốc, thật sự là có thất chuẩn thánh phong độ. Có lẽ hỗn độn đại kiếp muốn tới rồi. La hầu dương mắt hướng không trung nhìn một chút. Tới thì tới chứ sao. Lai ca cúi đầu, huống yên, dững dưng nói. Đem các loại yên toàn bộ đều cầm chắc, sau đó làm phép xuống dưới, hơn nửa trọng yếu nhất, tựa như đang xử lý chí bảo. La hầu hô hấp một hồi, ngươi sẽ không suy tính một chút hậu quả sao? Có cái gì cân nhắc, cân nhắc là có thể đoạt được qua. Lai ca nhún vai một cái, bản năng xuất ra nhị oa đầu muốn thứ hai miệng. Nhưng là vừa nghĩ tới đường tam tạng từng nói, những thứ này cũng đã không có. Tay hắn dừng một chút, hơi hơi do dự, hay lại là cái miệng nhỏ nhấp xuống. Này ha! Lai ca thở dài một cái, lo lắng không có dùng, thánh nhân cũng không chạy khỏi hỗn độn đại kiếp, ngươi cân nhắc cái đồ chơi này cái gì dùng nhỉ? Không bằng uống chút, cái này không thật tốt sao? Lưu lại hai bình nhị oa đầu. Đến thời điểm hỗn độn đại kiếp đến trước, chính mình uống say. Phiêu phiêu dục tiên, không có thống khổ trực tiếp liền đi. Thấy Lai ca cái này đức hạnh, la hầu há miệng, đường tam tạng cũng không có cách nào sao. Trừ phi hắn bước ra một bước cuối cùng, nếu không ngươi cho là có biện pháp gì? Lai ca từ tốn nói, húng chi bước cuối cùng này, ngươi cho rằng là nói bước ra liền bước ra. Liền liên hồng quân cũng nghiên cứu đã bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối cũng không có làm được. Ngươi đây là đối đường tam tạng không có lòng tin. Có lẽ hắn thật có thể đây. Ngược lại ta không có vấn đề, đạp đi ra ngoài tốt nhất, đạp không đi ra, liền lên đường chứ sao? Lai ca rất là rộng rãi nói la hầu trò chơi hết ý kiến đứng lên hoàn toàn không biết rõ mình nên nói gì rồi lai ca cái này đức hạnh rõ ràng đã vò đã mẻ lại sức rồi thích sao địa thế nào rồi bởi vì lai ca căn bản cũng tham dự không được ngay cả thánh nhân cũng đang nóng nảy suy nghĩ biện pháp mà lai ca thân là một cái chuẩn thánh hắn có biện pháp gì tùy theo hoàn cảnh thích sao địa thế nào không có vấn đề lai ca chính là cái này thái độ thấy lai ca cái này đức hạnh khóe miệng của la hầu có chút co quắp một cái không nói một lời xoay người rời đi ngược lại lai ca tiếp tục làm việc quay đến chính mình thuốc lá đại nghiệp mảy may cũng không đành lòng lãng phí cuốn hết một cây giống như trọng bảo một loại cẩn thận tốt bây giờ đã không có đây là trên đời còn sống chỉ có hàng tích trữ tự nhiên phải biết quý trọng linh sơn không khí ngột ngạt tới cực điểm thậm chí còn có nhiều chút quái dị bởi vì cái gì? Yên cái gì đã không có? Ở một cái, chủ yếu là bọn họ đã không có chuyện làm mà bắt đầu. Thỉnh thoảng cũng cũng cảm giác một chút cung phụng chính mình đền miếu, có thể cảm thấy một ít tín ngưỡng chi lực. Khác chuyện gì cũng không có. Mặc dù Di Lạc Phật đang nắm quyền, nhưng là cũng không dám cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Đang nói, kia sợ sẽ là bố trí nhiệm vụ lại có thể làm gì đây. Cho nên, giờ phút này linh sơn bầu không khí đặc biệt quá dị vù vù tiếng ngáy vang dội ở đại lôi âm tự chúng phật buồn chán cũng đang buồn ngủ tiếng ngáy phóng trắm âm thanh cắn răng âm thanh xuôi ngược hình như là một khúc động lòng người âm nhạc chủ yếu là một ít la hán đang buồn ngủ bởi vì dù là cung phụng bọn họ đền miếu cũng ít lại càng ít những tín ngưỡng chi lực đó đã không cần quan trọng gì cả chẳng lẽ nói gom nhiều hơn nữa là có thể để cho bọn họ tấn thăng làm bồ tát sao nếu là như vậy bọn họ còn có thể có chút động lực nhưng mà này là không có khả năng kết quả là cũng phật hệ rồi bắt đầu nằm ngang thích sao địa thế nào ngược lại cũng như vậy rồi đối với lần này di lặc phật cũng cảm thấy chúng phật ý chí chiến đấu mất cũng muốn đánh thức lên bọn họ ý chí chiến đấu nói cho bọn hắn biết người trẻ tuổi như vậy đọa hạ xuống này không phải là chuyện tốt. Nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không có phấn đấu động lực. Không có cố gắng mục tiêu. Đây mới là đáng sợ. Cuối cùng Di Lạc Phật không thể làm gì khác hơn là đi đến rồi tử tiêu cung, cầu kiến hai vị thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn luôn cư ngụ ở tử tiêu cung. Chủ yếu là sợ hãi đường tam tạng tâm tình không tốt, tìm bọn hắn hả giận ở tử tiêu cung tối thiểu còn có này một cái dựa vào hồng quân có thể cho bọn hắn một ít cảm giác an toàn di lặc phật cầu kiến hai vị thánh nhân tử tiêu cung ngoại vang tới rồi di lặc phật thanh âm một đạo thân ảnh hiện lên chuẩn đề đổi một chút biến ảo mà ra bình tĩnh nói chuyện gì khó khăn đạo phật môn lại xuất hiện đại sự gì nói thật hai vị thánh nhân bây giờ đối với phật môn đã không thế nào quan tâm bởi vì đều cảm giác được hỗn độn đại kiếp đến, đến thời điểm bọn họ có thể không có thể sống được cũng là một cái vấn đề. Về phần sự nghiệp cái gì, kéo xuống đi. Mặc dù thiếu nợ đến Thiên đạo công đức, nhưng là tối thiểu bây giờ Thiên đạo còn không có hoàn toàn thu sổ sách. Cho nên, bọn họ còn có thể tiếp tục đắc ý. Khởi bẩm thánh nhân, bây giờ Phật môn, Phật tổ phản bội, nhiên đăng cổ Phật hạ giới đầu thai, Phật môn trách nhiệm nặng nề đều đã đặt ở ta một người đầu vai. Di Lạc Phật trước bày tỏ một chút chính mình rất mệt mỏi, áp lực núi lớn. Bây giờ Phật môn chúng Phật thiếu sót ý chí chiến đấu, cũng côn đồ cương cương độ nhật. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, sợ rằng Phật môn tiền cảnh kham ưu nha. Chỉ chút chuyện như vậy tình liền cần tìm bổn tọa. Chủng đề hơi nhíu mày, bất mãn nói, nếu cũng không có chuyện làm, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn tìm một chút chuyện. Hiện tại Phật môn không phải thiếu rất nhiều chức vị sao? để cho bọn họ đi xuống phổ độ một phen con mắt của di lặc phật nhất thời sáng lên mình tại sao liền không nghĩ tới một điểm này đây để cho chúng phật đi xuống phổ độ một phen vừa cho chúng phật tìm rồi một ít chuyện cũng có thể vì phật môn rót vào tân huyết dịch đơn giản là nhất cử lưỡng tiện công phật chỉ di lặc phật nhận phật chỉ ngẩng đầu một cái chuẩn đề bóng người đã biến mất không thấy ngay sau đó di lặc phật quay trở về tây thiên truyền đạt mệnh lệnh để cho chúng phật đi xuống phổ độ chư vị tín đồ một mặt chương hiển phật môn từ bi chi tâm để cho chúng phật thấy chỉ cần thành tâm hướng phật chúng ta tự nhiên phổ độ ngươi một cái khác ngay mặt cũng coi là vì phật môn rót vào mới mẻ huyết dịch chúng phật thờ ơ vô tình nhận phật chỉ hướng hạ giới đi phổ độ tự nhận là thành kính tín đồ nhìn chúng phật cũng bận rộn Di Lạc Phật vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Không tệ, trải qua chuyện này cũng coi là đánh thức chúng Phật ý chí chiến đấu. Không đến nỗi như vậy không có chuyện làm đi xuống. Mấy ngày nay, Đường Vũ không có chuyện làm mà bắt đầu. Hắn tu luyện đã đến một cái bình cảnh. Căn bản không phải tu luyện liền có thể đột phá, càng nhiều là một loại cảm ngộ. Tâm cảnh đột phá mới là trọng yếu nhất. Thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Lăng Tuyết tu luyện, thậm chí hắn đều đang suy tư có muốn hay không lấy chính mình pháp lực tương trợ nàng trực tiếp bước vào chuẩn thánh suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời không làm như vậy rồi dù sao bản thân tu luyện thường thường so với ngoại lực càng thêm cường đại như thế nào ly sơn lão mẫu hỏi thăm nói đường vũ cười khổ một cái ngươi cũng biết rõ ta đã đến bình cảnh muốn tiến thêm một bước không phải dễ dàng như vậy hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một bước tự nhiên không phải như vậy dễ như trở bàn tay đừng có gấp từ từ đi luôn sẽ có đến biện pháp ly sơn lão mẫu an ủi thời gian không chờ ta đường vũ bình tĩnh nói không có cảm giác được áp lực là không có khả năng nhưng là muốn đột phá một bước cuối cùng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước không phải dễ dàng như vậy giờ phút này đường vũ cảm thấy có chút vô lực không trách nữ hoa sẽ mượn dùng tay người khác đánh bật thánh nhân căn nguyên, ngược lại thuế biến. Còn có này Thái thượng lão quân, cố ý để cho Hồng quân đánh bật chính mình, tán lạc với thiên địa các nơi. Đối cho các nàng mà nói, chỉ cần có một chút đột phá cơ hội, hoàn toàn có thể không để ý tánh mạng đi tranh thủ. Đây mới thực sự là đối với đạo quá khắc khe, hướng tới là chân chính khám phá sinh tử. Chỉ vì nói mà đi, tới thiếu đường vũ tự nhận là hắn không cách nào đi ra như vậy đường. Hắn tham sống sợ chết, thậm chí có nhiều chút hèn hạ, vô sĩ. Có người bình thường, chắc có tình cảm. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể đi vào thất tình lục dục con đường này. Đừng nóng, có lúc cuốn cuồng là không có dùng. Ly Sơn lão mẫu ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói. Nghe trên người nàng tản ra trận trận mùi thơm, đường vũ không khỏi hít một hơi thật sâu ta biết rõ đường vũ bình tĩnh nói lời tuy như thế nhưng là không gấp không được đâu không xa ra lăng tuyết vũ động trường kiếm hoa rơi bay lả tả tán lạc xuống cuối cùng ở nàng uy thế hạ cánh hoa nghiền nát giống như là cuộc kế tiếp hoa vũ rơi vào đường vũ cùng quần áo của ly sơn lão mẫu bên trên trên đầu đường vũ ngưng mắt nhìn tà dương như cũ còn đang trầm tư bản thân mình nói như thế nào còn có thể tiến một bước vo ve đường vũ sửng sốt một chút đột nhiên đứng lên không dám tin hướng quy khư nơi nhìn trận kia kinh cũng ba động chính là từ quy khư bên trong lan tràn mà ra cái kia nhân vật đáng sợ muốn tránh thoát phong ấn sao cho nên mới tạo thành như vậy cường đại uy thế hắn cảm giác ở vong xuyên bỉ ngạn nơi cái kia đáng sợ bóng người đang ở liều lĩnh gầm thét đoàn kia đen nhánh sương mù hóa thành bất đồng bóng người tứ vô kỵ đạn dương nanh múa vuốt hắn phản phất là một cái hồng hoang mảnh thú hoàn toàn từ trong ngủ mê tỉnh lại lại vừa là quy cư ly sơn lão mẫu nói đường vũ thân ảnh nhất tránh đã xuất hiện ở quy cư nơi hắn muốn tránh thoát phong ấn ta ngươi liên thủ đưa hắn lần nữa phong ấn não hải nơi đột nhiên truyền đến một giọng nói một đôi bình tĩnh đôi mắt nổi lên mặc dù ta ngươi nhất thể nhưng là ta ngươi thần hồn chưa hợp nhất pháp lực cũng chưa hợp nhất ta cùng hắn pháp lực giống nhau nếu là ở cộng thêm bản thân ngươi pháp lực chúng ta nhất định có thể ở đưa hắn phong in một ít ngày giờ được đường vũ không chút do dự nào nói rộng mở ngươi thần hồn ngươi sẽ thể nghiệm đến chân chính cường đại rộng mở thần hồn hai người bọn họ vốn là nhất thể nếu là như vậy rộng mở thần hồn một khi hắn phải chiếm đoạt chính mình kia khởi không phải để lại cho hắn cơ hội sợ. Giọng nói kia mang theo tự hồ có hơi kinh thường. Đường vũ hừ một tiếng, thần hồn mở rộng ra, nhận lấy truyền tới liên tục không ngừng lực lượng. Rầm rầm. Quanh người hắn chảy xuôi cường đại khí tức ba động. Có kinh lôi chém rơi vào bên người hắn. Đường vũ cảm thấy một loại chưa từng có cường đại. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa oai. Liền liền thiên đạo đều rung rẩy, đều tại lui bước. Đương nhiên, hắn lực lượng khống chế là đang ở thiên đạo cực hạn chịu đựng nếu không thiên đạo không cách nào hoàn toàn chịu đựng của lực lượng này nó ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cường đại sao thích không trong đầu giọng nói kia nói tận tình khơi thông tùy ý dẫm đạp lên ngươi là trong thiên địa trí cao vô thượng đây mới thực là hủy thiên diệt địa lực lượng là chân chính lật đổ sinh tử pháp tắc a à. đường vũ thét dài lên tiếng bốn phía hắc vụ tan thành mây khói. Không cách nào đê đương giờ phút này hắn uy thế. Bước ra một bước, hắn tiến vào vong xuyên bỉ ngạn. Ở vong xuyên bỉ ngạn bên trên, đoàn kia đen nhánh sương mù, hóa thành một cái nhân hình. Bốn phía trận pháp đã yếu kém nhỏ nhặt không đáng kể. Nó đang ở dụng hết toàn lực tránh thoát. Là ngươi. Thấy đường vũ, trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ quát lên. Cảm thấy trên người đường vũ vô tận khí thế. Nó không khỏi thoáng lui về phía sau. Phản phất cũng cảm thấy đáng sợ. Đường Vũ không nói một lời, thét dài một tiếng. Một quyền. Mang theo lôi đình vạn quân thế, đột nhiên đánh đi ra. Ngươi. Đoàn Hắc Vũ kia phát ra một tiếng kêu đau, không thể nào, ngươi. Thoải mái. Giờ phút này Đường Vũ cảm thấy chưa bao giờ có cường đại. Hắn không nhịn được thét dài một tiếng. Đây là thật chính đạo lực lượng là để cho thật sự có tồn tại đều phải run rẩy sợ hãi lực lượng thích không đến lấy được nó khi đôi con mắt ngay tại ngưng mắt nhìn đường vũ theo lời nói của hắn đường vũ thần hồn không khỏi lần nữa mở ra một ít vốn là ở thế giới thiên đạo lực lượng của hắn khống chế ở thiên đạo thật sự cực hạn chịu đựng bây giờ đây là đang quy khư tự nhiên lại bất đồng hắn có thể không cố kỵ gì Đường Vũ liên tục không ngừng từ kia tia thần hồn bên trên tiếp thu này cổ không thuộc về mình lực lượng. Cho đến hắn cảm thấy thân thể của mình đã thừa bị cực hạn, lúc này mới dừng lại. Ha ha, ngươi như thế nào cản ta? Đoàn Hắc Vũ kia bên trong tản mát ra giữ tận đáng sợ tiếng cười. Đường Vũ không nói một lời, một quyền một cước, kẹp dao động hám thiên địa oai. Mỗi một lần cũng vững vàng đánh vào Đoàn Hắc Vũ kia bên trên. Ngoại giới Tiểu Linh cùng Ly Sơn Lão Mẫu cũng xuất hiện ở quy cư bên ngoài. Tiểu Linh liền rơi vào Ly Sơn Lão Mẫu đầu vai. Đột nhiên, nàng trợn lớn con mắt. Thần sắc mang theo một tia quể oải, giống như bị bị thương nặng. Qua. Màu xanh đậm huyết từ trong miệng nàng phun ra. Ánh mắt của nàng, lỗ mũi, lỗ tai, cũng đang không ngừng chảy xuôi mặt dòng máu màu xanh lục. Tiểu Linh, Ly Sơn lão mẫu một cái cho nàng ôm vào trong lòng, lo âu nhìn nàng. Tiểu Linh nghiêng đầu hướng Quy Cư nơi nhìn lại. Cùng lúc đó, Quy Cư bên trong đoàn kia đen nhánh sương mù cũng ở phẫn nộ gầm thét. Thanh Âm kẹp đến kịch liệt thống cổ, vốn là muốn tránh thoát phong ấn, giờ phút này bị Đường Vũ lần nữa cũng cố đứng lên. Đáng chết con kiến hôi, ngày khác ta nhất định chiếm đoạt ngươi, chỉ phải chiếm đoạt ngươi, nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước đoàn hát vũ kia phẫn nộ gào thét hóa thành ngàn vạn bóng người ở bên cạnh đường vũ giữ tận lượng lờ vũ động đường vũ cường đại để cho hắn cảm thấy lòng rung động nhưng là cũng cảm thấy hy vọng chỉ cần thật chiếm đoạt hắn như vậy nó nhất định có thể tiến thêm một bước nó hắc hắc nở nụ cười lạnh như vậy tiếng cười giống như là từ trong hàm răng miễn cưỡng nặng đi ra để cho người ta có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác ngươi vẫn cùng hai ta đắc ý giờ phút này đường vũ hoàn toàn không sợ rồi nó từng quyền từng quyền sắp xếp mỗi một quyền đều mang hủy thiên diệt địa oai khô bại bên dưới cầu gỗ hỗn độn nước sông lay động tràn hướng bốn phía giết co chết đường vũ hoàn toàn kinh hãi lấy hắn bây giờ thực lực kia sợ sẽ là thánh nhân một quyền thì có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán nhưng mà này một dạng hắc vụ thừa nhận rồi hắn nhiều quyền như vậy lại một chút chuyện cũng không có bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút tự hồ cũng thuyết phục dù sao ngay cả ngày xưa bàn cổ đại thần đều không cách nào hoàn toàn giết hắn chỉ có thể phong ấn với lần làm sao huống là mình đây nhưng mà đường vũ không biết rõ ngày xưa bàn cổ đại thần mạnh như thế nào bây giờ hắn sáp nhập vào trong cơ thể một người khác chính mình lực lượng hắn cảm thấy lấy chính mình bây giờ cường đại tự hồ vượt qua bàn cổ đại thần chỉ cần hắn nghĩ nhất cử liền có thể phá thiên đi nhưng mà cho dù như thế cũng vẫn không có biện pháp có thể giết chết hắn đây rốt cuộc cái gì nhân vật đáng sợ ta vạn cổ bất hủ tuyên cổ bất diệt ngươi cho rằng là ngươi giết chết được ta sao ngày khác ta nhất định chiếm đoạt ngươi đáng chết con kiến hôi đoàn hát vụ kia không có sợ hãi vừa nói đường vũ mắng to một tiếng thiên tượng phơi bày bao phủ ở rồi nó thiên tượng bên trong kinh lôi trận trận nổ ầm vang dội hướng về phía đoàn hát vụ kia không ngừng bổ xuống đây là đường vũ lấy thiên tượng hóa thành thiên kiếp nhưng là mỗi nhất kích chi hạ cũng sáp nhập vào hắn toàn bộ pháp lực quy lực kinh người ngoại giới tiểu linh thất khiếu chảy máu thần sắc càng phát ra uể oải hư vinh lại đi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vào giờ khắc này tựa như tiểu linh ngươi rốt cuộc thế nào ly sơn lão mẫu khẩn trương hỏi thật khó chịu Tiểu Linh mờ mịt nỉ non một cái câu, ánh mắt của nàng càng phát ra ảm đạm xuống, lần nữa một búng máu từ trong miệng phun vải ra. Không biết rõ Tiểu Linh rốt cuộc như thế nào. Ly Sơn lão mẫu mang theo Tiểu Linh vội vàng cách xa quy cư nơi. Dưới cái nhìn của nàng, rất có thể là quy cư bên trong lực lượng vô hình, để cho Tiểu Linh cảm thấy khó chịu, cho nên mới như thế. Quy cư bên trong. Từ trên người đường vũ tản mát ra đáng sợ ba động bốn phía hư không đều tại rầm rầm sụp đổ. Đường vũ không biết mệt mỏi một quyền lại một quyền hướng đạo thân ảnh kia đánh tới. Chỉ là đoàn kia sương mù nhưng ở cười hắc hắc, ngươi chia ra căn nguyên, cùng hắn thần hồn hòa hợp, cho là như vậy thì có thể đối phó ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta liền không sẽ lưu lại cho mình hậu thủ à? Đường vũ đột nhiên cảm thấy đầu một vựng. Đó là một người khác tự mình ở rung rẩy, cho nên hắn cũng cảm thấy loại này cảm giác hôn mê trong khoảnh khắc đó đường vũ tự hồ cảm thấy một người khác chính mình tự hồ đang sợ hãi nhưng mà hắn lại muốn rất nhiều rồi quy cư lời này rốt cuộc là ý gì cái gì gọi là chia ra căn nguyên dung nhập vào chính mình được thần hồn sâu bên trong tỉ mỉ nghĩ lại hắn tự hồ biết cái gì bởi vì đối với một người khác thân phận của mình hắn sớm đã có một ít hoài nghi không khỏi đường vũ cảm thấy càng sợ hãi đứng lên đem sở hữu sợ hãi hóa thành một quyền lại một quyền, điên rồi tựa như đánh về phía đạo kia phiêu hốt sương mù. Chỉ là đoàn kia đen nhánh sương mù đối với hắn công kích, phản phất dường như là không nghe thấy. Cười hắc hắc âm thanh, không rét mà rung tiếng cười, để cho Đường Vũ cảm thấy càng sợ hãi, có một loại không khỏi phẫn nộ. Bây giờ chúng ta đã phong ấn hắn, tin tưởng còn có thể giữ vững một ít thời gian. Trong đầu có truyền tới âm thanh. Cùng lúc đó, cả người trên dưới kia của lực lượng kinh khủng cũng ở mạn mạn lui bước cuối cùng biến thành bản thân mình pháp lực ngươi rốt cuộc là ai tại sao sẽ như vậy đường vũ ở quy cư bên trong gầm thép giống như là đang phát tiết cái gì một quyền lại một quyền hắn điên cuồng đánh về phía quy cư hồi lâu sau hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại hắn càng phát ra cảm thấy đây chính là một bàn cờ nhưng mà hắn nhưng chỉ là một viên không cách nào khoảng đó chính mình quân cờ, nói đến có chút thật đáng buồn. Nhìn lần nữa bị phong ấn đoàn kia đen nhánh sương mù. Đường Vũ bình tĩnh lại, hắn cũng biết rõ, đây bất quá là cùng một người khác chính mình liên thủ, đưa hắn ngắn mũi phong ấn, căn bản vô pháp kiên cầm quá lâu. Nhưng là có chút thời gian, dù sao cũng hơn không có tốt hơn. Tối thiểu hắn có thể đi cố gắng tranh thủ những thời giờ này, làm cho mình đi nghĩ biện pháp đột phá bước ra một bước cuối cùng. Ngoại giới Tiểu Linh hoàn toàn lần nữa lâm vào ngủ say. Để cho Ly Sơn lão mẫu rất là lo lắng, nhưng là cẩn thận cảm giác một chút, cũng không có phát hiện hữu vấn đề gì. Đối với Tiểu Linh biến hóa, thật là khiến người ta cảm thấy rồi kỳ quái. Không giải thích được trọng thương, sau đó lâm vào ngủ say. Vốn là nàng còn tưởng rằng là quy khư lực lượng, đưa đến để cho Tiểu Linh khó chịu, mới sẽ như thế. Nhưng là trở lại Ly Sơn, Tiểu Linh cũng liên tiếp hộc máu, ngay sau đó liền lâm vào ngủ say. Này liền khiến người ta cảm thấy rồi không hiểu. Bóng người lóe lên, Đường Vũ xuất hiện ở Ly Sơn. Nhìn Đường Tam Tạng, Ly Sơn lão mẫu hơi sững sờ. Bản năng cảm giác đến rồi trên người Đường Tam Tạng tựa hồ nhiều một chút nặng nề. Xảy ra chuyện gì sao? Nàng ôn nhu hỏi. Đường Vũ lắc đầu một cái, không có gì bây giờ quy khư bị ta nghĩ biện pháp lần nữa phong ấn đứng lên nhưng là chẳng qua chỉ là tạm thời hắn sớm muộn sẽ còn tránh thoát đối với đoàn kia đen phòng hắn cảm thấy bản năng đáng sợ mang cho hắn cảm giác sợ hãi so với lúc ấy thiên đạo căn nguyên hiện ra càng hiếu thắng liệt tiểu linh thế nào nhìn ngủ say đi tiểu linh đường vũ ân cần hỏi này dầu gì cũng là chính mình khuê nữ không lo lắng là không có khả năng ta cũng không biết rõ, nàng thật giống như bị người cho bị thương nặng, nhưng là kỳ quái là, căn bản không có người nào nha, ngay từ đầu hai ta đi đến quy khư bên ngoài, ta còn tưởng rằng là quy khư tản mát ra ba động, để cho nàng cảm thấy không thoải mái, hoặc là ở vô hình trung làm nàng bị thương nặng, nhưng là trở lại ly sơn không bao lâu. Nàng liền lâm vào ngủ say. Ly Sơn lão mẫu nói. Tra xét rõ ràng một cái hạ tiểu linh, đường vũ cũng không có phát hiện vấn đề gì nhưng mà này cũng cảm giác được kỳ quái bất quá hắn duy nhất có thể nhất định là tiểu linh nhất định là bị thương nặng bởi vì chỉ có trọng thương sau đó nàng mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say dù sao đối với này đường vũ còn là rất hiểu tra xét rõ ràng một cái lần cũng không có phát hiện vấn đề lớn lao gì như thế nào đây ly sơn lão mẫu hỏi đường vũ lắc đầu một cái không biết ngay cả hắn cũng không có dò ra ra tình huống cụ thể. Bất quá chỉ là lâm vào ngủ say, nên vấn đề không lớn. Đường Vũ nói. Dù sao lần trước Tiểu Linh trọng thương, cũng là ngủ say như vậy. Ngủ một giấc là tốt. Ngay cả đường Vũ cũng không thể không bội phục nàng kinh người sức khôi phục rồi. Đương nhiên, so sánh với chính mình hồng mông chi thể, tự hồ vẫn kém một chút. Sau đó Ly Sơn lão mẫu hỏi thăm một chút quy cư sự tình đường vũ cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng biết chỉ là ngắn mũi phong ấn căn bản không có biện pháp hoàn toàn giết chết hắn một khi nó hoàn toàn tránh thoát phong ấn nhất định tiến vào phía thế giới này đến lúc đó thiên đạo sợ hãi rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn đại kiếp đến lại nói kia sợ sẽ là nó không vào vào phía thế giới này liền là đơn thuần đen như vậy vụ lan tràn được bao nhiêu nhân có thể ngăn cản đây cho nên đường vũ thật tiêu nóng nảy rất không được lập tức đột phá cùng lúc đó tử tiêu cung hồng quân cũng là như vậy cũng đang cố gắng luyện hóa trong cơ thể này của ngoại giới lực lượng đối với lúc ấy quy cư chấn động hắn tự nhiên là cảm thấy thậm chí một khắc kia hắn đều cảm giác được thiên đạo không yên đang run rẩy hắn hợp thành thiên đạo đối với thiên đạo cảm giác tự nhiên so người khác càng rõ ràng một chút ở tử tiêu cung nội bộ hoàn toàn bế quan mà bắt đầu muốn hoàn toàn đem trong cơ thể của lực lượng kia luyện hóa nếu là có thể luyện hóa bước ra một bước cuối cùng có lẽ hắn có thể trở thành tân thiên đạo ngược lại chỉ huy tam giới tránh được hỗn độn đại kiếp dầu gì hắn vẫn có nắm chặt mình cũng là có thể sống sót vốn là hắn hợp thành thiên đạo sẽ ở hỗn độn đại kiếp đến lúc cùng thiên đạo đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say sau đó ở vô tận tuổi nguyệt hậu thiên đạo tỉnh lại, hắn cũng sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm, hắn như cũ cao cao tại thượng. Nhưng là, bây giờ hắn cảm thấy lần này hỗn độn đại kiếp tựa hồ càng đáng sợ hơn. Quy cư tỉnh lại. Thậm chí liền liền thiên đạo cũng đang sợ hãi quy cư. Nhất là bây giờ hắn người mang ngoại giới lực lượng, đã tại vô hình trung cùng thiên đạo dần dần chia lìa một loại cảm giác rồi. Liền bao gồm bây giờ, hắn ngay cả mượn thiên đạo lực lượng đều không thể rồi đương nhiên, một mặt là thiên đạo suy nhược lâu ngày, đưa đến. Một mặt khác là trên người hắn này của ngoại giới lực lượng, cùng thiên đạo sinh ra mâu thuẫn. Thân ở thiên đạo bên dưới, nhất là một cái hợp thành thiên đạo người, hắn lại mượn ngoại giới lực lượng, nói là phản bội thiên đạo cũng không quá đáng. Hơn nữa mặc dù có thể luyện hóa trong cơ thể của lực lượng này, cũng là bởi vì thiên đạo cực yếu duyên cớ. Nếu là ở thiên đạo toàn tỉnh thời khắc, không nói luyện hóa của lực lượng này rồi. Khi sợ sẽ là dung nhập vào, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị thiên đạo cho cắn trả. Cho nên nói hết thảy các thứ này, cũng coi là thời cơ thích hợp chỗ tốt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ở tử tiêu cung bên trong, đi qua đi lại đi. Bọn họ đột phá là không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi rồi. Giờ phút này không khỏi đem hy vọng cũng ký thác vào trên người Hồng quân. Chỉ cần Hồng quân đột phá, bọn họ có lẽ có thể sống sót, ở một cái đến lúc đó cũng liền không sợ đường tam tạng rồi cho nên hai người đều vô cùng hy vọng hồng quân có thể đột phá về phần phật môn còn cái gì phật môn rồi thích sao địa thế nào đi nhóm người mình sống tiếp đây mới là chủ yếu chỉ cần mình đợi người sống đến thời điểm muốn khai sáng phật môn không phải là dễ như trở bàn tay vừa đi vừa qua phổ độ một phen cho nên chỉ cần sống tiếp cái gì phật giáo cái gì chỉ cần hai người bọn họ nghĩ, dễ như trở bàn tay có thể để cho Phật giáo ở hiện ngày xưa huy hoàng. Không biết rõ Phật môn những thứ kia đầu hói, biết rõ bọn họ phía sau màn lão đại, lại như vậy dự định, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chuẩn đề xuất ra một điếu thuốc đốt, hút. Thần sắc mang theo một vẻ ưu buồn, thậm chí còn có nhiều chút tâm sự nặng nề dáng vẻ. ngẩng đầu hướng thiên nhìn lên nhìn, chỉ cảm giác có chút không công bình, làm sao lại đột nhiên hỗn độn đại kiếp đây? hắn còn chưa sống đủ. Lại nói, hắn đều sống đã bao nhiêu năm. Nhưng mà hạ giới phàm nhân tuổi thọ bất quá trăm năm. So sánh với phàm nhân mà nói, hắn đã làm quá lâu quá lâu. Xem qua thương hải tan điền, trải qua năm tháng biến thiên. Có lẽ một người sống càng lâu, cũng liền càng cảm thấy chết lặng, bản thân thất tình lục dục sẽ ở dần dần giảm bớt đi. Người nói lão sư thật có biện pháp bước ra một bước cuối cùng sao? Chuẩn đề có chút lo lắng hỏi không biết rõ. Tiếp dẫn nói, nhưng là ta hy vọng lão sư có thể bước ra một bước cuối cùng. Ta cũng hy vọng. Một khi lão sư bước ra một bước cuối cùng, có lẽ chúng ta mới có thể sống sót, hơn nữa đường Tam Tạng cũng không đủ gây sợ rồi. Chỉ cần đường Tam Tạng không có cách nào bước ra một bước cuối cùng, như vậy hắn cũng giống vậy sẽ chết tại đây tràn đại kiếp bên trong. Vừa nói, tiếp dẫn nhíu mày lại, nhưng là ta cảm giác đường Tam Tạng tự hồ cũng có hy vọng hắn tiến cảnh quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm, đi tới chúng ta đều chưa từng đi đến độ cao. Ta lại không hy vọng hắn bước ra đi. Chuẩn đề biểu môi, dựa theo hắn đức hạnh, kia sợ sẽ là thật có thể bước ra một bước cuối cùng, phỏng chừng cũng sẽ đối với chúng ta chẳng ngó ngàng gì tới. Nói đến thật đúng là có nhiều chút buồn rầu. Đã từng giàu gì cũng là bọn họ Phật môn người, làm sao lại một chút như vậy không nể mặt mũi. Tâm tình không tốt thời điểm, tới tìm hắn môn hả giận càng khiến người ta sinh khí là đường tam tạng lần trước lại đưa hắn cho giam lại để cho tiểu đưa cho hắn đánh một trận đường đường thánh nhân bị người đánh miệng rộng tử nhất định chính là thân là thánh nhân một cái sĩ nhục muốn biết rõ dĩ vãng đều là hắn rút ra tiểu tới giống tới đây chuẩn đề không khỏi giật giật tay tự hồ có hơi hoài niệm lai like ca mặt to béo tròn đánh thoáng cái thật sự sảng khoái một cái miệng rộng tử đi xuống có thể cảm giác chính mình bàn tay cùng lai like ca mặt Thân thiết tiếp xúc cái loại này cảm giác thỏa mãn thấy Vô lượng là ai, bước ra một bước cuối cùng Nếu là có thể chỉ huy tam giới siêu thoát mà ra, cũng là chuyện tốt Tiếp dẫn nói Chuẩn đề cắm đầu hút thuốc, không nói gì Ly Sơn Giờ phút này đường vũ cũng ở bế quan Cũng muốn cố gắng tiến thêm một bước, bởi vì hắn thật cảm thấy áp lực Dưới áp lực, chỉ có tu luyện, bằng không trách chỉnh chỉ cần không bước ra một bước cuối cùng chính hắn cùng hắn quan tâm nhân cũng sẽ hoàn toàn chôn vùi ở nơi này tràn đại kiếp bên trong cho nên hắn nhất định phải cố gắng tranh thủ tiến thêm một bước đủ loại pháp tắc chi lực danh ngộ đủ loại pháp thuật bị hắn hoàn toàn hợp làm một thể trời cùng đất giữa xuôi ngược cảm ứng hắn có thể đem cầm đến sở hữu quy luật thậm chí ngay cả xa xa trời mưa mỗi một giọt nước mưa hắn đều có thể cảm giác bọn họ nhẹ nhàng rớt xuống quy luật. Đây chính là bước ra nửa bước chỗ tốt. Cùng trong thiên địa với nhau kháng cự, nhưng là vừa có này dính líu. Nhân muốn sinh tồn, liền muốn phụ thuộc vào thiên địa quy luật, từ trong đó đi tìm ăn uống, đi nghĩ biện pháp mặc ấm. Muốn tiến bộ, liền phải nghĩ biện pháp đi đánh vỡ cái này vốn có quy luật, sau đó cố gắng đi cải tiến, sáng tạo. Cùng trong thiên địa gắn bó tướng tồn. Nhưng là bây giờ đường vũ mức này Lại bắt đầu cùng thiên địa bắt đầu kháng cự Thật sự có khí tức nội liễm Đường vũ hai mắt nhắm nghiền Dụng tâm cảm ngộ đủ loại pháp tắc huyền diệu lực Hồi lâu sau Hắn khẽ thở dài một tiếng Trợn mở con mắt Quả là như thế Vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn tiến thêm một bước Cũng không làm được Hắn đường hoàn toàn đến cuối cùng rồi rồi Đứng dậy Hướng tiểu linh nhìn một cái Nàng như cũ còn ở trong giấc ngủ say bất quá từ trên người nàng lại như có như không tản mát ra một loại vô hình uy thế. Phản phất ở bất tri bất giác thuế biến. Đường vũ thân ảnh nhất tránh, ra ly sơn. Với trời cao hướng phía dưới nhìn. Cuối cùng hắn tiến vào địa ngục 19 tầng. Tôn ngộ không bóng người đã bị ngưng tụ mà ra, có thể cảm giác trên người hắn bàn bạc sinh cơ. Chỉ là lại còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng là chắc hẳn hẳn không lâu sau thì sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nhìn mấy tên học trò, kia thân ảnh quen thuộc, đường vũ cười một tiếng. Thiên đạo suy nhược lâu ngày ảnh hưởng đến nói, gần đây ta cảm thấy luân hồi không yên. Hậu thổ nhẹ nhàng nói. Không có cách nào liền liền thiên đạo cũng là như thế, làm sao huống nói đây? Đường vũ bình tĩnh nói. Ngươi nói cũng vậy. Hậu thổ cô đơn nở nụ cười, cũng không biết rõ hỗn độn đại kiếp lúc nào sẽ hạ xuống. Đường vũ trầm mặt lại. Hắn thấy, chỉ cần quy khư hoàn toàn tránh thoát phong ấn tiến vào thiên đạo thời điểm như vậy chỉ sợ cũng chính là hỗn độn đại kiếp bắt đầu cân nhắc những thứ vô dụng này vẫn còn cần nghĩ biện pháp cố gắng đột phá nha đường vũ trầm giọng nói hắn ngẩng đầu hướng phía trên trên trận pháp nhìn nhật thủy cũng ở trong đó khôi phục căn nguyên chỉ là để cho đường vũ cảm giác có chút kỳ quái hắn cảm giác được rõ ràng rồi nhược thủy bản nguyên khí hơi thở đang nhanh chóng đoàn tụ nếu là tiếp tục như vậy sợ rằng không bao lâu thì sẽ hoàn toàn sống lại trở về bọn họ hoàn toàn hồi phục còn cần một ít thời gian hậu thổ nói ta biết rõ đường vũ nhìn nhược thủy nàng khôi phục có chút kinh người quả thật ta cũng cảm thấy kỳ quái cũng có lẽ là bởi vì nàng sống ở thiên hà nhược thủy nguyên nhân cho nên mới như thế hậu thổ nói đường vũ hướng nhược thủy nhìn một cái thu hồi ánh mắt nhưng mà hắn lại không nhìn thấy, nhược thủy mặt bên trên nổi lên một tia thống khổ, trong đôi mắt một vệt đen nhánh sương mù thoáng hiện, trong nháy mắt mà qua. Rời đi địa phủ. Đường vũ ở trong hồng trần du đẳng đứng lên. Cuối cùng hắn đi tới giới biển. Giới biển. Trong truyền thuyết thế giới thiên đạo biên giới nơi. Ở giới biển nơi. Chỉ có một khắc cây liễu lớn cắm rễ ở này. Có thương lão ho khang thanh âm từ trên cây liễu truyền tới. Đường Vũ rơi vào hắn phía trước, tử mãnh nhỏ nhìn hắn một cái, chuẩn thánh. Chỉ là viên này cây liễu lớn rõ ràng đã làm trọng thương. Căn nguyên bị thương nặng. Cảnh giới không dừng lại ngã. Cho nên rơi vào rồi bây giờ chuẩn thánh cảnh giới. Ngươi đã đến rồi. Thanh âm già nua từ trên cây liễu truyền tới, còn kèm theo mấy tiếng ho khan thanh âm. Lời này để cho Đường Vũ hơi kinh ngạc. Nghe lời này ý tứ tự hồ hắn đối với chính mình cũng không xa lạ gì từ ngươi biết ta đường vũ kỳ quái hỏi thăm nói dĩ nhiên nhận biết ngươi chỉ là ngươi lại không nhận biết ta cây liễu lớn thanh âm mang theo một tia tang thương vừa nói lần nữa thật thấp ho khang đường vũ sững sờ cẩn thận nhìn một chút hắn khẽ cười nói làm sao có thể sẽ không nhận biết ngươi thì sao dương mi chẳng qua là ta lại kỳ quái lúc ấy ngươi không phải rời đi hồng hoang rồi không. Nha, thì ra là như vậy, ngươi bị Hồng Quân đuổi giết, bị thương nặng cắm rễ ở này rồi. Lấy Đường Vũ bây giờ bản lĩnh, thần niệm động một cái, tự nhiên biết rõ tiền nhân hậu quả rồi. Dương Mi. Đường Vũ tự nhiên không xa lạ gì. Trong truyền thuyết thời gian pháp tắc chi tổ, hơn nữa so với Hồng Quân còn sớm thành thánh 300 năm. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát tay cầm Dương Liễu chi đều là dương mai lão tổ bản thể tùy tiện lấy ra một chi. Như vậy có thể thấy dương mi lão tổ cường đại. Sau đó hồng quân thành thánh, hợp thành thiên đạo, càng bị hồng quân nhầm vào. Ở trong tinh đồn, cuối cùng là bị hồng quân đuổi ra khỏi hồng hoang. Nhưng mà không nghĩ tới lại lạc ở đất này, cắm rễ giới biển. Xem ra năm đó hồng quân hợp thành thiên đạo sau đó, một đường đuổi giết mới có thể để cho hắn trọng thương, rơi xuống nơi này thậm chí ngay cả thương thế cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn căn nguyên không ngừng giảm bớt bản thân tu vi cảnh giới cũng đang không ngừng rơi xuống không trách bây giờ chỉ là chuẩn thánh như vậy tu vi cây liễu lớn cụ ho khang thanh âm mang theo tự dẻo đều đi qua đường vũ cẩn thận nhìn một chút nếu là nếu như bị hồng quân biết rõ quả quyết cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn biết rõ ngươi là thế nào tránh được mắt của hắn tuyến đồ chơi này giống như là công cao chấn chủ một cái đạo lý ngươi cường đại hồng quân tự nhiên kiên kỵ ngươi bao gồm đường vũ bản thân mình cũng vậy nếu như không phải hắn vượt quá tưởng tượng cường đại có có chút tài năng hồng quân đã sớm giết chết hắn chủ yếu bây giờ kia sợ sẽ là hồng quân nghĩ cũng không làm được thực lực mới là bản thân căn bản giới biển thiên đạo biên giới nơi cây liễu lớn nhẹ nhàng nói cho dù là hắn hợp thành thiên đạo, tam giới chúng sinh tất cả tại hắn nhất niệm chi gian, nhưng nơi này là là biên giới nơi, nếu không có tuyệt đối đại sự, hắn đương nhiên sẽ không chú ý nơi này. Hơn nữa ta trọng thương ngã gục thái độ, bản nguyên khí hơi thở đã thay đổi, cho nên mới như thế. Vừa nói cây liễu lớn thanh âm hư vinh mà bắt đầu. Đường Vũ tự nhiên cảm thấy hắn căng nguyên, quả thật đã trọng thương một nát không chịu nổi. Ngay cả bản thân cảnh giới tu vi đều không cách nào dừng lưu vào giờ khắc này rồi. Từ đó đang không ngừng ngã. Trong truyền thuyết Dương Mi Lão Tổ, thời không pháp tắc chi tổ, lại luân lạc tới tình trạng như thế. Thật sự là khiến người ta cảm thấy rồi thật đáng buồn. Thì ra là như vậy. Đường Vũ nở nụ cười, càng nhiều hay là bởi vì hắn cho rằng ngươi đã chết đi, cho nên mới buông tha dò xét ngươi đây hạ xuống. Này mới khiến ngươi an ổn cắm rễ ở chỗ này nguyên nhân hắn về phía trước mấy bước. Cuối người xuống, đem bốn phía một ít xốc xếp cỏ dại thanh lý một chút. Dương mắt, hướng xa xa nhìn. Trong truyền thuyết thiên đạo biên giới nơi. Chỉ cần có thể nơi này mà qua, tự hồ liền có thể bước vào một phe khác thế giới, tiến vào chư thiên đại thiên thế giới. Đương nhiên, cái này không quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi. Tới thiếu đường vũ cho là giờ phút này chính mình không cách nào đi ra này phương thiên địa. Nhưng vì thiên đạo đều tại hạn chế hắn, làm sao có thể đủ với giới biển mà ra đây? Nếu không, đại đa số người cũng biết rõ giới biển là thế giới thiên đạo chi biên giới, nhưng không ai thử, muốn muốn mạnh mẽ phá vỡ mà vào một cái thế giới khác. Chủ yếu là tất cả mọi người biết rõ. Người căn bản cũng không có biện pháp rời đi này một thế giới phương thiên đạo. Nếu là thật bước ra một bước cuối cùng. Như vậy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể phá vỡ thiên đạo. Có lẽ đi. Cây liễu lớn khẽ nở nụ cười, kia sợ sẽ là biết rõ ta bất tử, hắn mượn thiên đạo một kích kia, cũng lưu đứng lại cho ta rồi khó mà khép lại tương thế, cho nên đây cũng là hắn cũng không có đối với ta đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân đi, bởi vì không có người uy hiếp, tự nhiên cũng không cần hắn tại động thủ rồi. Có đạo lý. Đường vũ đi về phía trước mấy bước, nhìn lên trước mặt lăn lộn vô lượng đại hải. Hắn cởi cởi giày, ngồi ở bờ biển đem hai chân ngâm ở trong nước biển sóng biển lăn lộn mãnh liệt mà tới nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đến gần đường vũ chỉ bất quá chỉ là làm ướt chân hắn thôi đưa lưng về phía cây liễu hắn có thể đủ cảm giác cây liễu lớn tựa hồ đang ở phức tạp nhìn chăm chú hắn cái này làm cho đường vũ cảm thấy có chút kỳ quái ta vẫn luôn nhớ ngươi nhưng là ngươi lại không nhớ ta cây liễu truyền tới âm thanh mang theo vạn cổ tang thương, vang dội ở đường vũ bên tai. Từ Cái này làm cho đường vũ khẽ nhíu mày một cái đầu. Hơi có chút không hiểu. Chẳng lẽ nói là đường tam tạng? Chỉ là lại chưa từng nghe qua đường tam tạng cùng Dương mi có cái gì giao tình. Ngươi biết ta. Đường vũ không khỏi lần nữa hỏi. Nhận biết. Cây liễu lớn thanh âm mang theo thổn thức, tự nhiên nhận biết. Nhưng là ta cũng không nhớ ra được, chúng ta có cái gì giao tình? Đường Vũ nhún vai một cái, từ tốn nói. Khi sợ sẽ là đường tam tạng, cũng luân hồi rồi bao nhiêu đời rồi. Thuộc về tự mình bản nguyên khí hơi thở, đã sớm trở thành nhạc, Huống chi hắn còn không phải đường tam tạng đây. Khụ. Thật thấp tiếng ho khang từ trên cây liễu truyền tới. Một cái bóng mờ nổi lên. Lãnh đạm phản phất là một vệt thanh yên một dạng tự hồ chỉ muốn gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói. Hắn chậm rãi đi tới đường Vũ bên cạnh, nhìn chăm chú hắn nói, "Ta nói ta biết là ngươi, không phải Đường Tam Tạng." Đường Vũ ngẩn ra. Hoàn toàn kinh hãi, nghiêng đầu hướng bên người hư ảnh nhìn, "Ngươi đang nói gì?" "Ta nói ta biết là ngươi, cũng không phải Đường Tam Tạng." Cái bóng mờ kia thật thấp lập lại một câu. Khóe miệng của Đường Vũ có chút co quắp một cái, "Ngươi biết rõ ta là ai?" Có vài người bị thế nhân quên lãng, bọn họ làm công lao vĩ đại, không người biết yên lặng bỏ ra hết thảy tới canh giữ như vậy một thế giới bọn họ tên không người biết bọn họ thật sự làm việc cũng không có ai nhớ nhưng là bọn hắn cũng đang yên lặng bỏ ra hết thảy thậm chí còn bản thân sinh mệnh cái bóng mờ kia thanh âm mang theo thở dài mà ta vừa vặn là đã từng chứng kiến qua hết thảy các thứ này rất ít người một người trong đó đường vũ có chút sững sờ không biết rõ tại sao không khỏi hắn nghĩ tới rồi lúc ấy thấy đạo thân ảnh kia lấy tự mình bản thân hết thảy dựng dục chúng sinh, để cho hết thảy trở lại lúc ban đầu nguyên điểm. Nhưng mà một người như thế, liền bị chúng sinh cho quên mất. Dù là liền liền một cái đơn giản tên cũng không từng lưu lại. Đường vũ cảm giác có chút thật đáng buồn. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, tự hồ cây liễu lớn biết rõ một ít gì. Ta trải qua luân hồi, xem qua thương hải tan điền, thấy lần lượt nhân, bọn họ cam nguyện bỏ ra hết thảy, chết trận, hoặc là bị mưu hại, tự mình đi về phía hủy diệt đạo đường. Cây liễu lớn thanh âm trầm thấp mang theo nghẹn ngào. Phản phất trong mắt hắn chớp động lệ quan. Ngươi! Ngươi trải qua luân hồi. Đường vũ đột nhiên đứng lên, ngay cả thanh âm của hắn đều run rẩy đến. Hắn đã từng dò xét hỏi qua thông thiên giáo chủ, chúng sinh có thể có luân hồi. Nhưng mà đối với lần này thông thiên giáo chủ lại không biết gì cả. Bây giờ từ cây liễu lớn trong miệng lại nghe được trải qua luân hồi tin tức. Nhưng mà kỳ quái là, tại sao hắn sẽ nhớ? Theo lý mà nói, hết thảy đều hẳn bị xóa đi mới đúng. Trải qua. Cây liễu lớn thật thấp ho khang hai tiếng, ta nhìn thấy quá thiên nhân ngủ suy hóa thành hạt mưa từ không trung hạ xuống, thấy qua vô tận hư vô khí thôn vệ vạn vật, thấy qua vạn vật quy khư. Đường vũ môi run rẩy ngạc nhiên không thôi nhìn hắn. Chúng sinh quả nhiên lại qua luân hồi. Một lát sau, đường vũ mới lên tiếng, làm thời điểm là hỗn độn đại kiếp sao chỉ là những người đó rốt cuộc là ai bọn họ tại sao phải làm như vậy đây nếu là đường vũ tự mình bản thân đất lạ sống chung cho là mình tự hồ không làm được sự tình như thế có lẽ so với hắn so với ích kỷ đi dựng dục chúng sinh lấy thân hóa vạn vật để cho đầy đủ mọi thứ trở lại lúc ban đầu nhưng mà lại bị chúng sinh cho quên mất cái gì cũng không từng lưu lại bây giờ biết rõ đối với cái kia dựng dục chúng sinh nhân đường vũ cũng không biết rõ hắn tên gì nếu là biết rõ nói cái gì cũng phải cho đứng thẳng một tòa phong bi sau đó cung cung kính kính hành lễ lại lấy pháp lực nói cho thế nhân đã từng có nhân lấy có bầu dục chúng sinh kéo dài tam giới chúng sinh sở hữu đương nhiên kia sợ sẽ là nói cho thế nhân có lẽ bọn họ đều sẽ không tin đích chính là hồng quân phỏng chừng cũng phải cho là mình có bệnh hỗn độn đại kiếp quy cư xuất hiện về phần tại sao vì chúng sinh kéo dài nếu không làm sao có thể còn sẽ có đến ta ngươi tùng tại đây cây liễu lớn từ tốn nói lại vừa là quy cư đường vũ nhíu mày một cái xem ra lúc trước hủy diệt cũng cùng quy cư có tuyệt đối quan hệ nhưng mà đáng tiếc là mặc dù hắn có thể tự do ra vào quy cư nhưng mà đối với quy cư hắn nhưng thủy chung cũng hiểu biết lơ mơ không có hoàn toàn giải biết rõ duy nhất biết rõ chính là quy cư là so với thiên đạo càng đáng sợ hơn tồn tại. Thậm chí ngay cả đại đạo buông tha này phương thiên địa cũng là ở kiên kỵ quy cư. Cũng là bởi vì có bọn họ, chúng sinh không ngừng tiếp tục kéo dài. Cây liễu lớn thở dài nói. Nhưng là nếu chúng sinh quên mất, tại sao ngươi biết rõ, thậm chí ngươi còn nói chính mắt thấy quá? Đường Vũ hỏi thăm nói. Liền Liên Hồng Quân cũng không biết những chuyện này. Huống chi là một cái tu vi so với Hồng Quân còn hơi yếu một ít dương mi rồi. Bởi vì ta từng mắt thấy quá đi qua. Cây Liễu lớn trầm thấp nói, cho nên tự nhiên biết rõ hết thảy các thứ này rồi. Đường Vũ hít một hơi thật sâu. Thì ra là như vậy. Hắn người mang thời gian pháp tắc lực, đoán chừng là pháp tắc chi lực đại thành, hắn ngao du quá quá khứ và tương lai, từ đó phát hiện một điểm này. Nếu là như vậy cũng liền thuyết phục Giờ phút này đường vũ thậm chí có nhiều chút hướng động. Bây giờ chính mình không gian pháp tắc, tự hồ cũng coi là đại thành. Không biết rõ có thể hay không bước vào quan âm hà lưu. Cũng có thể. Ngược lại nhớ lại cái kia ở thời gian trường hà trung du đảng bóng người. Hắn cũng tương tự người mang thời gian pháp tắc. Thì ra là như vậy. Đường vũ gật đầu một cái, trường ngươi ra, còn có người người cũng mang thời gian pháp tắc sao? Cây liễu lớn hóa thành hư ảnh nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ, còn ngươi nữa. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, nhưng còn có nhân. Đường Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV lần nữa hỏi. Cây liễu lớn ánh mắt long long nhìn nhìn đường Vũ, còn ngươi nữa. Hắn lần nữa thật thấp lập lại một lần. Vậy làm sao liền có chút nói không rõ cơ chứ? Đường Vũ bất đắc dĩ xoa xoa đầu. Là ngươi, nhưng là cũng không phải ngươi. Cây liễu lớn tiếp tục nói. Nghe vậy, đường vũ trừng lớn con mắt, lời này của ngươi là ý gì? Hắn cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí tự liên thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Đời này quy khư lần nữa bành trướng, hỗn độn đại kiếp cũng muốn tới rồi. Nhưng là như cũ còn có này hy vọng, bọn họ để lại người cuối cùng hy vọng. Cây liễu lớn nhìn đường vũ, ánh mắt long long nhìn. Có lẽ đời này, có thể hoàn toàn an ổn xuống, cũng sẽ không bao giờ có quy khư rồi đường vũ môi run rẩy miễn cưỡng nở nụ cười ngươi nhìn ta làm đồ chơi gì ngươi là ai cây liễu lớn đột nhiên hỏi đường tam tạng đường vũ trực tiếp nói cây liễu lớn hóa thành hư ảnh trên mặt mũi tựa hồ lộ ra nụ cười ngươi thật là hắn sao vô luận ngươi có phải hay không là hắn ngươi cuối cùng cũng sẽ về tới đây cây liễu lớn tiếp tục nói bởi vì ngươi bản thân là thuộc về nơi này nội tâm của đường vũ trung mạnh đột nhiên đứng dậy không dám tin nhìn hắn ngươi rốt cuộc đang nói gì ta nói ngươi vốn là thuộc về nơi này ngươi sẽ trở về cây liễu lớn nhìn hắn nói thanh âm xen lẫn mấy tiếng ho khang điều này sao có thể tự mình tiến tới từ ở ngoại giới tin tức bất luận kẻ nào cũng không có nói qua tại sao hắn sẽ trực tiếp vạch trần chính mình đây không cần khiếp sợ như vậy bởi vì lúc ấy ta từng chính mắt thấy ở ngươi thời gian trường hà trung chia ra đi đi đến rồi ngoại giới. Cây liễu lớn âm âm u u nói, cũng là vì cái này chúng sinh thật sự để lại cuối cùng hy vọng, nhưng mà trong đó lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đường vũ môi run rẩy, cái gì ngoài ý muốn? Đối với hệ thống rốt cuộc là ai, hắn đã có một ít hoài nghi, giống vậy, ở thời gian trường hà trung du đảng cái thân ảnh kia, hắn cũng có chút hoài nghi. Chỉ là hắn nhưng Thủy chung cũng không dám xác nhận thôi. Thần hồn hòa hợp, có thể đồ làm áo cưới cây liễu lớn thanh âm rất là trầm trọng ngay cả những thứ này hắn cũng biết rõ giờ phút này đường vũ cảm thấy chính mình tự hồ không có bất kỳ bí mật có thể nói này cũng là bọn hắn không từng nghĩ đến đi mấy người hợp lực lưu hạ cuối cùng hy vọng lại bị người đoạt chiếm cây liễu lớn khổ sở nói đường vũ thật lâu cũng không nói gì hít một hơi thật sâu hết thảy các thứ này ngươi làm sao sẽ biết rõ như vậy rõ ràng Chẳng nhẽ cũng là ngươi từng ở thời gian Trường Hà trung mắt thấy sao? Lấy bàn cổ đại thần bọn họ như vậy tu vi. Dù cho có người ở thời gian Trường Hà trung với tương lai tới, nhất định cũng sẽ có điều phát hiện. Cho nên hết thảy các thứ này, cho dù là hắn thật có thể thấy, đơn giản cũng là bàn cổ đại thần cố ý để cho hắn thấy. Cây liễu lớn gật đầu một cái, ta biết rõ ý ngươi, nói ta bước vào đi qua thời gian cũng đúng, cũng không đúng, đã từng tình cờ cơ hội đang bị hồng quân đuổi giết thời điểm ta thời gian pháp tắc trung rẩy giống như là mộng trở về cho nên ta mới rõ ràng mắt thấy hết thảy không muốn người biết sự tình giờ phút này đường vũ có một loại mãnh liệt xung động đó chính là hắn cũng muốn trở lại quá khứ đi xem một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như hôm nay nói suy nhược lâu ngày ở cộng thêm bản thân mình thời gian pháp tắc vấn đề trở lại quá khứ tự hồ hẳn không thành vấn đề gì đời này đại kiếp lại muốn tới rồi là hoàn toàn tiêu diệt hay lại là cơ hội mới, ai cũng không biết rõ. Cây liễu lớn thanh âm mang theo thổn thức, mặc dù để lại cuối cùng một con đường sống, nhưng là lại cũng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn lời muốn nói ngoài ý muốn, dĩ nhiên chính là chỉ đường vũ trong cơ thể một người khác mình. Cho đến ngày nay, một ít chuyện đường vũ đã suy đoán ra rồi. Quy cư rốt cuộc là cái gì, thật chỉ là vì chiếm đoạt sao? Đường Vũ hỏi. Cây liễu lớn thoáng trầm mặt một chút, chiếm đoạt, vào ở chư thiên đại thiên thế giới. Ngươi biết rõ chúng ta phía thế giới này là cái gì không? Một cánh cửa, ngăn cách chư thiên đại thiên thế giới một cánh cửa, nếu là muốn tiến vào chư thiên, phải với thế giới thiên đạo mà vào. Đường Vũ nói. Không sai, năm đó bàn cổ đại thần khai thiên lập địa tạo nên một cánh cửa, một cánh bảo toàn chư thiên đại thiên thế giới một cái bình chướng. Cây liễu lớn nói, cho nên quy cư muốn nơi này mà vào, hoàn toàn tiến vào chư thiên đại thiên thế giới. Cây liễu lớn thở dài một cái, ở trận này cuộc cờ bên trong, chúng sinh đều là quân cờ. Đơn giản chính là bọn họ một trận đánh cờ thôi. Đối với lần này đường vũ đã sớm có một ít suy đoán. Đây chính là một trận cục. Quy khư, đại đạo, thiên đạo giữa đánh cờ. Nhưng mà bọn họ những người này, giống như con kiến hôi một loại nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí đường vũ cũng đang hoài nghi, Quy cư sở dĩ muốn muốn nuốt về thế giới thiên đạo bên trong đầy đủ mọi thứ, gần là vì bản thân, vì chiếm đoạt mà chiếm đoạt. Nhưng là càng nhiều có thể là nơi này muốn đi vào chư thiên. Hắn cuối cùng mục đích chính là đại đạo. Quy cư tại sao lại luôn lạc đến đây? Bàn cổ khai thiên tích địa, làm bình chướng. Ngăn cách quy cư, đưa hắn ngăn cách ở chư thiên chi ngoại. Bàn cổ khai thiên tích địa sau khi thành công, không có tránh được vận mệnh, lấy thân hóa đạo giống vậy cũng là đại đạo tính toán nó đem bàn cổ quy khư đồng thời tính toán ở trong đó sợ rằng biết rõ một điểm này bàn cổ cũng cam tâm tới mức độ này bởi vì một khi quy khư thật vào ở chư thiên đó mới là đáng sợ nhất chân chính chư thiên đại loạn chỗ vạn kiếp bất phục nghĩ đến những thứ này đường vũ cảm giác đầu vo ve có chút hỗn loạn liền như vậy không muốn những thứ này ngược lại bây giờ việc cần kiếp trước mắt là nghĩ biện pháp đột phá mới đúng chỉ có như vậy mới có thể ở kiếp nạn trung chỉ huy người khác sống sót đại đạo quy khư thiên đạo đường vũ từ tốn nói là bọn hắn ở đánh cờ trong đó sợ rằng lấy thiên đạo yếu nhất nhưng là theo đường vũ dù cho như thế thiên đạo cũng sẽ có chính mình tính toán tự nhiên cây liễu lớn ho khang cốt nửa ngày mới tiếp tục nói đây là một trận lấy chúng sinh vì cờ đánh cờ thiên đạo muốn bảo toàn chính mình nhất định sẽ lưu lại hậu thủ mà cái hậu thủ rất có thể ngay tại chúng sinh bên trong về phần quy khư nếu như muốn chiếm đoạt sau đó nơi này tiến vào chư thiên mà đại đạo làm là ngăn cản đến quy khư mà vào thậm chí bọn họ mỗi người đều có càng nhiều tính toán đi chỉ là không tới một bước cuối cùng ai cũng không biết rõ đoán của bọn họ tính toán rốt cuộc là cái gì ngươi mặc dù ta cường đại với tướng của bọn họ so với, không khác nào con kiến hôi, Tết ngồi đáy giếng thôi. Nói vô tận đầu, đường cũng không hết. Đường vũ trầm mặt lại, tốt nửa ngày mới nói, nếu là ta muốn muốn trở lại quá khứ. Hắn muốn muốn trở lại quá khứ, đi thăm dò một chút đi qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí rất có thể còn cất giấu một ít liên quan tới chuyện mình. Ngươi không thể quay về, nhất là bây giờ. Cây liễu lớn trực tiếp cắt dứt lời nói của hắn, Lúc ấy ta mặc dù có thể trở về Là bởi vì tình cờ nắm được cái kia ăn ý điểm Từ đó mộng trở về Ta ngươi người mang thời gian phát tắc Biết rõ nếu là bắt to the future so sánh với đi qua càng đơn giản hơn Cây liễu lớn hóa thành hư ảnh thật sâu nhìn đường vũ liếc mắt Đây chính là tại sao ngươi sẽ đi ra bên ngoài giới nguyên nhân Đường vũ khẽ nhíu mày một cái Quả nhiên trở lại quá khứ so sánh với bắt to the future càng khó khăn Nhưng là quá khứ là định số cũng đã từng xảy ra sự tình mà tương lai lại ở vào nhiều thay đổi huống chi dựa theo cây liễu lớn lời muốn nói ý tứ dù là lúc ấy hắn thành công đi đến rồi ngoại giới chỉ sợ cũng bỏ ra không ít giá bất quá đường vũ lại bắt đầu nghi ngờ sở dĩ thành công có phải hay không là cùng trong cơ thể đến một người khác tự có quan đây nếu không hắn từ nhỏ thì hẳn là một cái ngu ngốc người nhưng mà bởi vì thần hồn hòa hợp đền bù hắn thần hồn thiếu sót cho nên nếu như hắn không có đoán sai, này tia thần hồn, từ chia ra một khắc kia cũng đã cùng mình tương dung. Cùng đi đến rồi ngoại giới. Hóa thành cường đại hệ thống, tới tương trợ chính mình. Đồng dạng cũng là đang vì chính hắn mà làm chuẩn bị, chỉ cần ở một cái cơ hội thích biết, hắn liền có thể hoàn toàn thay thế mình. Lúc đó tiến vào quy khư thời điểm, đường vũ cũng cảm giác kỳ quái, thậm chí còn hỏi thăm qua, tại sao tiến vào quy khư, hệ thống lời nói lại nhiều hơn bây giờ xem ra là quy khư khí tức kích thích hắn để cho hệ thống hoàn toàn thức tỉnh bất quá nó trăm ngàn cây đắng cùng mình hòa hợp với nhau vô luận là có hay không quy khư khí tức nó sớm muộn cũng đều sẽ hoàn toàn tỉnh lại chỉ bất quá sớm nhất thời vãn nhất thời thôi trời sinh một viên quân cờ sở hữu mưu đồ cũng là bởi vì hắn mượn hắn tới mưu đồ giờ phút này đường vũ cảm thấy hồng quân lúc ấy nói câu kia Ngươi cái này biến số gia tốc hỗn độn đại kiếp đến. Hắn nói là đúng. Nếu là không có chính mình, ít nhất hỗn độn đại kiếp sẽ không như thế sắp đến tới. Phật môn thiên đình đợi cũng sẽ không như vậy. Chung quy mà nói, hắn ảnh hưởng quá nhiều đại thế rồi. Quá khứ là biến số, tương lai là định số. Dù cho trở lại quá khứ, cũng không cách nào thay đổi đã phát sinh hết thảy, nhất định hết thảy, không có cách nào đi thay đổi, nếu không những người đó tại sao không trở lại quá khứ nghịch chuyển kết cục đây? Bởi vì ai đều làm không được đến. Cây liễu lớn hóa thành hư ảnh u nhiên thở dài, nhưng là tương lai chỉ cần không ảnh hưởng xu thế tương lai, nhưng có thể. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường vũ dù cho trong tương lai, cũng không có ảnh hưởng bất kỳ đại thế. Bởi vì hắn không phải là cái gì trọng đại quan chức, cũng không phải là cái gì tài phiệt loại. Hắn chẳng qua là ức vạn cái phổ thông sinh mệnh phổ thông một trong, một cái đơn giản bị cha mẹ vứt bỏ trẻ ăn mày thậm chí bây giờ hắn cũng đang hoài nghi ở bên ngoài chính mình chết đi rồi lâu như vậy rồi thi thể có phát hiện hay không có thể này cũng là một cái vấn đề ta hiểu rồi tương lai phát triển như thế nào ở vào nhiều thay đổi đi qua đã phát sinh hết thảy không cách nào thay đổi dù cho ta ngươi người mang thời gian phát tắc cũng nhúng tay không được đường vũ chắc vừa nói nói trở lại quá khứ cũng cần chỉ là thấy chứng nhưng là bây giờ liền làm chứng cũng không làm được thiên đạo hư vinh ảnh hưởng quá khứ và tương lai đây cũng là ta nói tương lai nhiều thay đổi nguyện ý một người trong đó cây liễu lớn nhẹ nhàng nói đường vũ hướng xa xa đi mấy bước nhìn như giới biển là thế giới thiên đạo biên giới nhưng là lại không cách nào hoàn toàn đi ra nơi này bởi vì đây là một cái tuần hoàn hình một vòng tròn vô luận như thế nào đi ngươi cuối cùng vẫn ở thế giới thiên đạo bên trong tối thiểu bản thân không có tuyệt đối cường đại không đánh tan được này phương thiên địa là không có cách nào đi ra này phương thiên địa chỉ là một khi đánh vỡ này phương thiên địa rồi thiên đạo sợ rằng không chịu nổi vẻ này uy thế cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho nên đây cũng là cho tới bây giờ cũng không có người nào siêu thoát nguyên nhân căn bản nhưng vì thiên đạo đều tại hạn chế ngươi sống ở thiên đạo bên dưới lớn lên với thiên đạo bên dưới, cuối cùng lại phải phá này phương thiên địa. Gắn bó tướng tồn. Cũng không biết rõ ở phía thế giới này bên ngoài chư thiên lại sẽ là hình dáng gì. Đường vũ ngưng mắt nhìn trước mặt vô lượng biển nỉ non hỏi. Không biết rõ, cũng là bởi vì không biết rõ mới sẽ đi hướng tới, muốn đi xem một cái. Cây liễu lớn ngưng mắt nhìn đường vũ, không khỏi trong mắt của hắn nổi lên một tia bi ai thần sắc. Đường vũ cười một tiếng, ngươi nói đúng, cũng là bởi vì không biết rõ, cho nên mới hướng đi hướng. Cây liễu lớn thật thấp ho khang hai tiếng, hư ảnh biến mất lần nữa dung nhập vào viên kia cây liễu lớn bên trên, bọn họ như thế nào? Đường Vũ ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng lại. Hắn hỏi là ngộ không cùng Tử Hà đám người. Ở địa ngục 19 tầng, không bao lâu sẽ lần nữa tái hiện nhân gian. Đường Vũ thành thật trả lời đến. Vậy thì tốt. Nếu là có cơ hội, ngươi liền nói cho cái kia tiểu nha đầu, liền nói cây liễu gia gia nhớ nàng rồi, để cho nàng có thời gian liền trở lại thăm một chút ta. Cây liễu lớn thanh âm mang theo tang thương, vừa nói lần nữa ho khan kịch liệt đứng lên. Có lục sắc chất lỏng từ trên ngọn cây chảy xuôi xuống. Căng nguyên trọng thương, giữ vững đến bây giờ. Cảnh giới đang không ngừng ngã. Chỉ sợ hắn đều cảm giác được chính mình không có bao nhiêu thời gian đi. Đối với hắn căng nguyên ngã xuống, ngay cả đường vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào đó là bị thiên đạo căn nguyên bị thương nặng đưa đến ta biết đường vũ nói người cái này thì không có chuẩn bị đi ngoại giới nhìn một chút sao ở chỗ này liền rất tốt cây liễu hư vinh nói tối thiểu lạc một cái yên lặng nếu là ta chỉ sợ ta sẽ cảm thấy cô độc đường vũ nói thói quen liền có thể tối thiểu ta ở chỗ này có thể lắng nghe vô lượng biển đối diện thanh âm có thanh âm, cũng sẽ không tịch mịch Cây liễu lớn ý vị thâm trường nói Nếu là có một ngày chỉ còn lại có chính ngươi Thiên địa về lại hỗn độn Thế gian vạn vật không còn Chỉ có mình cô độc hành động ở trong đó Không có ba ngày cùng đêm tối Chỉ có bản thân một người Tự liên thanh âm cũng không có Đây mới thực sự là cô tịch đây Đừng vũ cười khổ một cái Nghe ngươi nói như vậy Ta đều cảm giác được cái loại này sâu tận xương tủy cô tịch Cây liễu lớn lần nữa ho khang vung tay lên đường vũ bản nguyên khí hơi thở đánh vào trong cơ thể hắn ngươi đây là cây liễu lớn sửng sốt một chút ta pháp lực hàm chứa thiên đạo căn nguyên tối thiểu có thể trì hoãn ngươi già yếu nếu không ta sợ ngươi giữ vững không tới tử hà trở lại ngày ấy đường vũ nhún vai một cái lại người mang thiên đạo căn nguyên cây liễu lớn thanh âm đột nhiên kinh hô lên mang theo khó tin thế nào thiên đạo căn nguyên ngươi là từ chỗ nào tới Cây liễu lớn không kịp chờ đợi hỏi. Đường Vũ nói như thật, lúc ấy ta đột phá thánh nhân, độ kiếp đi qua, Hồng Quân mang theo thiên đạo lực lượng mà chiến, cuối cùng phế ta, mà một tia thiên đạo căn nguyên lại tàn ở lại trong cơ thể ta, bị ta luyện hóa, thậm chí ta còn lợi dụng này tia thiên đạo căn nguyên cảm ngộ được một ít còn lại pháp thuật. Điều này sao có thể? Thiên đạo căn nguyên tại sao không có trở lại thiên đạo, lại còn lưu lại ở trong thân thể ngươi, bị ngươi luyện hóa? hơn nữa làm sao có thể bị người luyện hóa đây đó là thiên đạo nhất thuần to bản nguyên lực lượng tuyệt đối sẽ không cây liễu lớn có chút kinh hãi đối với này chuyện lúc ấy đường vũ cũng cảm thấy kỳ quái nhưng là xác xác thật thật bị chính mình luyện hóa sau đó cũng không có cẩn thận suy nghĩ chẳng qua hiện nay hắn cho là mình sở dĩ có thể như vậy dễ như trở bàn tay luyện hóa thiên đạo căn nguyên sợ rằng cùng trong cơ thể một người khác tự có tuyệt đối quan hệ đi lại hoặc giả nói là lúc ấy hệ thống vô hình trung phụ trợ mới có thể hoàn toàn luyện hóa căn nguyên về phần tại sao này tia căn nguyên không có hoàn toàn trở lại thiên đạo bên trong cho tới bây giờ đường vũ cũng nghĩ mãi mà không ra nhưng là bây giờ hắn cho là đã hoàn toàn bị chính mình luyện hóa vấn đề không lớn bây giờ đã bị ta hoàn toàn luyện hóa sẽ không có đến vấn đề gì đường vũ nói này tia thiên đạo căn nguyên mang cho hắn chỗ tốt to lớn thậm chí thiên tượng vân vân cũng là bởi vì thiên đạo căn nguyên mà thành về phần địa giống như cùng ảnh hình người bản của bọn họ thân cơ sở là đang ở danh ngộ hậu thiên giống sau đó thật sự đi bộ cây liễu lớn không nói gì nhưng mà đường vũ lại cảm giác hắn tự hồ chính đang ngơ ngác nhìn chăm chú chính mình sau một hồi cây liễu lớn suy yếu nói thì ra là như vậy hướng lên trước mặt vô lượng nước biển nhìn ra xa đi nước biển đánh phía trước đá ngầm phát ra trong suốt thanh âm. Đường vũ không khỏi nổi lên một tia cảm giác cô độc. Có lẽ hắn bản thân liền là tính tình nhanh nhẹn người, tự nhiên không cách nào nhịn được như vậy cô độc. Nghiêng đầu hướng cây liễu lớn nhìn một cái, hắn bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi. Đại đạo, thiên đạo, lại lấy người làm đánh cờ một trận bố trí. Cây liễu lớn âm âm u u nói, như vậy quy cư đây. Nó tính toán lại sẽ là cái gì? Rời đi giới biển, quay trở về nhân gian giới cảm thụ đã lâu khói lửa náo nhiệt khí tức để cho đường vũ không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác lục soát một đạo quan mang chất thước rơi vào đường vũ đầu vai thanh âm quen thuộc vang dội ở bên tai ba đường vũ hướng tiểu linh nhìn chỉ thấy tiểu linh thần thái sáng láng ở trên đầu nó xúc tu còn dính một ít vết máu không nghi ngờ chút nào cái này tiểu gia hỏa tỉnh lại sau đó lại đi ra ngoài tìm ăn. Thậm chí đường vũ đều có thể cảm giác thân thể hắn cái loại này mùi máu tanh. Ngươi này không có sao chứ? Đường vũ ân cần hỏi dò. Muốn biết rõ lúc ấy đột nhiên không giải thích được hôn mê, đường vũ cũng rất lo lắng, dù sao cũng là chính mình khuê nữ. Khanh khách, không việc gì nha. Tiểu Linh trong miệng biến hóa ra đủ loại quỷ dị khó lường thanh âm, xúc tu vũ động, dán đường vũ cổ sau, để cho hắn đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác Đưa tay một cái cho nàng đến phóng đi qua Cẩn thận nhìn một chút Người này sao lại thế này Thật giống như so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít Dĩ nhiên Tiểu linh đắc ý dương dương nói Đáng tiếc nha Ba không để cho ta ăn bọn họ Nếu không ta sẽ càng thêm cường đại Nàng xem hướng phía dưới những thứ kia hành tẩu đám người Trong mắt mang theo thị huyết như vậy quan mang Không cho phép ăn những thứ này đường vũ dựa theo nàng đầu nhỏ tới thoáng cái người thế nào đột nhiên hôn mê bây giờ cảm giác thế nào tiểu linh thần sắc nổi lên một tia mờ mịt cẩn thận hồi tưởng ta cũng không biết rõ làm sao chuyện đột nhiên cũng cảm giác rất khó chịu sau đó liền cái gì cũng không biết ngược lại tiểu linh thức tỉnh liền có thể đường vũ sờ một cái nó đầu nhỏ cho hắn lần nữa thả tại chính mình đầu vai thiên đình giờ phút này hoàn toàn nổ nồi thiên đình chúng thần Thậm chí còn Ngọc Đế cũng không dám tin nhìn trước mắt ngự mã giam Giờ phút này sở hữu thiên mã toàn bộ đều bị hút khô Giống như là thay khô như thế tê liệt ở trên mặt đất Bật mã ôn thậm chí còn một ít ngự mã giam nhân viên Giờ phút này cũng rung lẫy bẫy quỳ dưới đất Cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết rõ Dù sao thì là đột nhiên sở hữu thiên mã đều giống như hút khô như thế Biến thành từng cổ thay khô Ngọc Đế sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ Ai có thể nói cho trẫm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngự mã giam đám người, đầu càng thấp xuống. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bệ hạ, thứ tội thứ tội, tiểu nhân đợi cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bật mã ôn vội vàng cùng Ngọc đế xin tội. Thứ tội? Ngọc đế tức giận ngược lại cười, bây giờ trẫm thiên mã cũng bộ dáng như vậy, tử không thể ở chết, ngươi để cho trẫm thứ tội. Nghe vậy, bật mã ôn rung lẫy bầy đứng lên. Ngọc đế tức chỉ rung rung, rung rẩy cho mình đốt lên một điếu thuốc, thái bạch kim tinh, trẫm mệnh lệnh ngươi điều tra kỹ chuyện này, ngoài ra bật mã ôn đám người, hủy bỏ thần chức, đánh vào phàm trần chịu nổi khổ luân hồi. Điều tra kỹ Thái bạch kim tinh nhìn đầy đất thiên mã thi thể, thế nào điều tra kỹ? Này tự có chút không giải thích được. Nhưng mà thấy ngọc đế thuốc lá, liên quan đến hắn nuốt nước miếng một cái, lão thần tiếp chỉ. Nhưng mà thế nào đi dò xét, Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết rõ. Hay lại là dẫn đầu tiếp chỉ rồi. Có thể tra liền tra đi, không tra được mặc dù đến thời điểm lừa bịp lừa bịp được, sau đó ở mời một tội. Thái Bạch Kim Tinh tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Thiên Mã vô tội chết thảm, hơn nữa tử còn quỷ dị như vậy. Tự hỏi, thiên đình người là không làm được. Từ Nghĩ tới đây, con mắt của Thái Bạch Kim Tinh có chút sáng lên, "Bệ hạ, có phải là hay không hạ giới một ít yêu vật, thậm chí còn ma tộc gây nên đây?" Lão thần từng nghe nói, ma tộc thì có một loại chiếm đoạt tinh huyết công pháp, tới giúp chính mình tu luyện. Nhìn lên trước mặt thiên mã thi thể đầy đất. Tử thê thảm như vậy, Ngọc Đế động lại ở trong bi thương. Chỉ còn sót hai cái, hay lại là hai cái ngựa gầy ốm. Này sau này long giá cũng không có dùng mã kéo rồi. Nghe Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Ngọc Đế chân mày cau lại. Đối với ma tộc về phương diện này, hắn cũng biết rõ quả thật có một ít tà ác công pháp tới giúp chính mình tu luyện. Cho nên đây cũng là được gọi là ma nguyên nhân. Nhìn một chút trước mặt đầy đất thiên mã thi thể. Dám như vậy tứ vô kỵ đạn tổn thương trẫm thiên mã, hơn nữa còn tử thê thảm như vậy, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, quả quyết không phải là thiên đình người gây nên. Một là thiên đình người không có gan to như vậy, ở một cái đem các loại thiên mã tinh khí thần toàn bộ hút từng chút không dư thừa, tự vấn thiên đình cũng không có như vậy tà ác công pháp. Cho nên, nói là người hạ giới gây nên, chưa chắc là không có đạo lý. Thái Bạch nói có lý. Ngọc Đế trầm tư, đã như vậy, liền từ ngươi đi đến vạn yêu quốc, tìm tòi kết quả, có phải là hay không bọn họ những yêu vật này gây nên. Lời vừa nói ra, Thái Bạch kim tinh ngẩn ra. Lại vừa là làm cho mình đi dò xét bất quá nói chuyện cũng tốt muốn biết rõ lúc ấy lai ca nói hắn hối đoái nhóm hàng kia có vấn đề đem nhóm hàng kia toàn bộ đều cầm trở lại bây giờ lần nữa đi hối đoái khởi không phải vừa vặn nghĩ tới đây thái bạch kim tinh có chút khuất thân tuân chỉ lão thần lập tức hạ giới đi đến vạn yêu quốc tìm tòi kết quả ngọc đế lòng tràn đầy đau đớn bên trong hướng về phía thái bạch kim tinh phất phất tay tỏ ý hắn có thể cút ngay độc tử ngược lại nhìn về phía kia đầy đất thiên mã thi thể hít một hơi thật sâu ngược lại nặng nề thở dài truyền lệnh xuống trẫm tổ chức thiên mã thịnh yến để cho chúng thần cùng hưởng thiên thịt ngựa vừa nói ngọc đế rung đùi đắc ý đi thần sắc tràn đầy thở dài mang theo khó mà che giấu đau buồn đây đều là thiên mã nha trẫm thiên mã lại chết như vậy ngọc đế chỉ cảm giác mình đều phải nổ nếu để cho trẫm biết là ai làm giết hắn cửu tộc đi theo ngọc đế bên người mấy cái chúng thần hơi sững sờ tự hồ là không dám tin tưởng bệ hạ lời nói bất quá ngược lại suy nghĩ một chút cũng hiểu như hôm nay mã đã chết ở lại chỗ này cũng là lãng phí thi thể này tổ chức thiên mã yến ít nhiều gì còn có thể loại bỏ đi một ít thịt ngựa cũng coi là phế vật lợi dụng đúng bệ hạ chúng thần nhận chỉ theo ngọc đế rời đi bóng lưng vội vàng an bài ngự thiện phòng đem Thiên Mã vận đưa qua. Tận lực để cho bọn họ làm nhiều ra mấy đạo mùi bất đồng nguyên liệu nấu ăn. Dù sao đây là đại sự. Thiên Mã Yến. Thiên Đình cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy yến hội. Lại nói Thiên Mã cái gì mùi vị nha. Nghĩ đến đây, chúng thần đô có chút mong đợi. Thái Bạch Kim Tinh vô cùng lo lắng hạ giới đi. Đi tới vạn yêu quốc bầu trời, có chút thi lễ, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến yêu vương Như Lai. Vạn yêu quốc bên trong Lai Ca nhất thời rung một cái. Này rất rõ ràng là tìm đến mình hối đoái thuốc lá tới. Bây giờ lão tam nói hết rồi, cũng đã không có. Chỉ có hàng tích trữ làm sao có thể giao ra. Thái Bạch tới đây vì chuyện gì? Lai Ca biết rõ còn hỏi nói. Chuẩn bị tùy tiện nói hai câu liền lấp liếm cho qua. Hối đoái thuốc lá là không thể nào. Cái này. Thái Bạch Kim Tinh vốn là điều tra thiên mã một án kiện nhưng là tự hồ hẳn không phải vạn yêu quốc làm. Dù sao hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Ngọc Đế lại phái tới mình. Hắn chuẩn bị đi trở về nói đơn giản mấy câu, liền nói vạn yêu quốc đợi lũ yêu thậm chí còn người của ma tộc, cũng không biết rõ chuyện này. Sau đó chuyện cụ thể sẽ để cho Ngọc Đế chính mình an bài đi. Không tật xấu. Hối đoái thuốc lá mới là chủ yếu. Khởi bẩm yêu vương, tiểu tiên tới là muốn hối đoái một ít thuốc lá thái bạch kim tinh một mực cung kính nói quả là như thế lai ca bóng người nổi lên khen thoáng cái đốt cho mình một cây thở dài nói thật không dám giấu dếm thái bạch gần đây bổn tọa nơi này cũng đoạn hàng nghiêm trọng nếu không sau này bổn tọa ở đi tìm lão tam hỏi một phen khi nào có thể có hàng thái bạch kim tinh nhất thời trường lớn con mắt nhìn còn đang hút thuốc lá lai ca nơi này ngươi còn có thể thiếu hàng Thái Bạch Kim Tinh có chút hoài nghi. Hơn nữa, biết rõ thiếu hàng, người cái này còn khen thoáng cái đốt lên một cây. Như thế cũng tốt, tận lực hơi mau một chút, giá tiền cái gì không là vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ nói. Hắn thấy rất có thể là Lai like Ca nâng cao vật giá cố ý nói một cái cớ, mà hắn cũng rất cho mặt mũi, nói thẳng giá tiền không là vấn đề. Hắn thấy nếu chính mình cũng đã nói như vậy phỏng chừng Lai Ca không thể ở từ chối đi. Nhưng mà không nghĩ tới là, Lai Ca gật đầu một cái, cái này bổn tọa tự nhiên biết, Thái Bạch yên tâm, nếu là có hàng, nhất định trước tiên liền thông báo ngươi. Nghe được Lai Ca nói như vậy, Thái Bạch kim tinh chân mày cau lại. Thật chẳng lẽ không hàng? Như thế đa tạ yêu vương. Thái Bạch Kim Tinh hướng về phía Lai Ca chắp tay một cái, thân ảnh biến mất, chuẩn bị trở lại thiên đình cùng Ngọc Đế báo cáo một tiếng, liên quan tới thiên mã chuyện vạn yêu quốc đợi cự không thừa nhận về phần như thế nào định đoạt như vậy thì là hắn ngọc đế chuyện cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì hối đoái thuốc lá nằm mơ đi đi đã không có lai ca thật sâu bội phục dậy rồi chính mình cơ trí cũng còn khá lúc ấy nghe được đường tam tạng nói không có thời điểm vội vàng thái bạch kim tinh đổi trở lại bốn phía không trung bầu không khí đột nhiên động lại một cổ khí tức quen thuộc hiện lên Lai ca kinh hãi, mắng một tiếng. Một cái tay phản phất phá vỡ không trung mà tới. Một cái liền cho Lai ca yên đoạt đi, ngay sau đó một cái đại ngược lại rút ra, liền luân ở Lai ca trên mặt. Lai ca quét thoáng cái trực tiếp cất cánh. Đầu óc vo ve. Tử tiêu cung. Chuẩn đề nhìn từ Lai ca nơi nào cầm về yên, vội vàng cho mình đốt lên một cây. Còn thuận tay rút tiểu tới một cái miệng rộng tử hay lại là cảm giác quen thuộc nha. Thịt thịt đánh mặt, cùng bàn tay giữa cái loại này tiếp xúc thân mật, để cho người ta có chút lưu luyến quên về. Sư đệ ngươi. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề. Thuận tay rút tiểu tới một cái miệng rộng tử. Vừa nói chuẩn đề còn vẫy vẫy tay. Vạn nhất đường tam tạng tới đây. Tiếp dẫn lo lắng mà bắt đầu, lão sư có thể nói rồi, khoảng thời gian này ở bế quan, bất luận kẻ nào không cho quấy rầy hắn. Chuẩn Đề nhún vai một cái, chính là một cái miệng rộng tử, tiểu tới cũng sẽ không nói cho Đường Tam Tạng, huống chi kia sợ sẽ là nói cho Đường Tam Tạng rồi, cũng không thể bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ tới tìm ta đợi chứ. Tiếp dẫn hô hấp một hồi. Ngược lại trầm tư một chút. Quả thật. Nếu như hắn Đường Tam Tạng muốn tìm phiền toái, khởi không phải nói đến là đến. Nhất thời tiếp dẫn không có ở nói chuyện. Chuẩn Đề ngậm thuốc lá, cắm đầu hút Tây Thiên Đại lôi âm tự Giờ phút này tinh thần ăn mạnh cũng sớm đã chặt đứt Từng cái chỉnh khó chịu không dễ chịu Trong đó tự nhiên cũng bao gồm di Lặc Phật Nhìn phía dưới chúng Phật, hắn trầm tư Cũng không biết rõ lấy Phật môn bây giờ điểm này chiến lực Có thể hay không đánh vạn yêu quốc Bây giờ vạn yêu quốc là lai ca duy nhất đậu nơi Thậm chí là đường tam tạng tự mình bổ nhiệm Nếu như có thể bắt lại vạn yêu quốc Dĩ nhiên là có thể bắt lại Laika, từ đó có vô số thuốc lá. Nhưng là đặt ở trước mặt lại có hai vấn đề. Số một, lấy Linh Sơn bây giờ thực lực muốn muốn bắt vạn yêu quốc, tự hồ có hơi không đáng chú ý. Thứ yếu, còn phải lo lắng Đường Tam Tạng sẽ hay không nhúng tay. Bây giờ Đường Tam Tạng đã biến thành có thể quyết thắng bất kỳ thế lực nào một người. Phật môn lực lượng mặc dù không đủ, nhưng là tự hồ có thể liên hiệp thiên đình. Ở một cái tận lực dò xét ra đường tam tạng đang làm gì. Nếu như là ở bế quan, kia liền không có vấn đề. Di Lặc Phật trong mắt lóe lên cơ trí quang mang. Nghe nói ngay cả thiên đình cũng đều phải đoạn khói, cho nên với nhau hoàn toàn có thể liên thủ. Ở một cái với nhau hợp tác diệt trừ vạn yêu quốc cũng là công đức một món. Nếu là có thể bắt lại Lai Ca thì tốt hơn, không chỉ thuốc lá vấn đề được đã giải quyết, gián tiếp cũng có thể nói là vì Phật môn giải quyết một cái như vậy phản đồ tin tưởng đến khi đó chính là hai vị thánh nhân cũng sẽ đối với chính mình coi trọng một chút. Về phần nhiên đăng cổ Phật, nghe nói còn ở phía dưới luân hồi đây. Tiếp hồi hắn cái vấn đề này. Di Lạc Phật không hề nghĩ ngợi, huống chi nhân gia hai vị thánh nhân cũng không nói gì, ngươi cái này tùy tiện tiếp trở lại, cũng dễ dàng để cho người ta bất mãn. Đúng không? Đối với thuốc lá chuyện, bổn tọa chính đang nghĩ biện pháp giải quyết, các vị bình tĩnh chớ nóng di lặc phật nhìn phía dưới có chút sao động phật môn người nói một câu nhìn để giải quyết thuốc lá chuyện đã bắt buộc phải làm rồi hắn chuẩn bị lập tức đi hướng thiên đình sau đó đi tìm ngọc đế thương nghị một chút vạn yêu quốc chuyện nhìn một chút có thể hay không liên thủ văn thù linh cát hai người các ngươi hạ giới dò ra một chút đường tam tạng hạ xuống xem hắn đang làm những gì về phần bổn tọa chuẩn bị đi hướng thiên đình cùng ngọc đế thương nghị một ít đại sự Di lạc Phật phân phó, công Phật chỉ, văn thù cùng linh các bồ tát liếc nhau một cái, dò xét đường Tam Tạng hạ xuống. Bọn họ tự hỏi là không tìm ra đến, bất quá nghe đường Tam Tạng gần đây vẫn luôn ở Ly Sơn, có thể đi xem một cái. Đối với đường Tam Tạng, bọn họ cảm giác vẫn là không tệ, tối thiểu không có lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần đến thời điểm khách khí một chút, nói điểm lời khen thổi phồng một phen tin tưởng đường tam tạng tuyệt đối sẽ không làm khó mình đám người. Ở một cái, nếu là có thể từ đường tam tạng trong tay hối đoái đi ra thuốc lá thì tốt hơn. Đương nhiên, đây là linh các bồ tát nghĩ. Hai cái vội vàng hạ giới đi. Ngược lại di lạc Phật cũng đi hướng thiên đình. Chỉ là vừa đi vào nam thiên môn, mơ hồ ngửi thấy một cổ như có như không mùi thơm. Di lạc Phật không khỏi cau mũi một cái, tăng thêm tốc độ tiến vào thiên đình. Giờ phút này thiên đình đại liên hoang Thiên mã yến chính thức bắt đầu Ngọc đế thế nếu như chúng thần không say không về Nhưng mà uống qua nhị oa đầu sau đó Cảm giác bọn họ thiên đình rượu lãnh đạm không có bất kỳ tư vị Nhưng là nhị oa đầu còn dư lại không nhiều lắm Bất quá chỉ còn lại có mấy chai Nhìn nhiều như vậy thiên đình chúng thần Ngọc đế quả quyết sẽ không lấy ra Khi đều là mình trộn cắp uống Giờ phút này thiên đình chúng thần cũng nhớ tới tới mùi vị đó. Thiên mã này thịt vẫn không tệ. Lý tỉnh ăn một miếng, gật đầu tán dương. Này không phải nói nhảm sao. Đây chính là ngọc đế thiên mã, các loại tiên quả, thậm chí ngay cả linh đang dịu dược cũng không thiếu ăn. Bất quá bản thân tinh hoa cái gì, đều bị cái kia không biết tên hung thủ cho hút xong rồi, chỉ bất quá còn dư bình thường nhất thịt ngựa. Ngay cả như vậy, mùi vị cũng để cho chúng thần liên tục khen. A-di-đà Phật Kèm theo một âm thanh Phật hiệu vang dội, Di Lạc Phật xuất hiện ở bầu trời. Hắn không khỏi dùng sức rút mấy cái mũi, nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập ở hơi thở giữa. Nhìn đột nhiên xuất hiện Di Lạc Phật, Ngọc Đế hỏi dò, không biết rõ Di Lạc Phật tới ta thiên đình cái gọi là thích hợp. Nhìn nóng hổi thịt, Di Lạc Phật làm nuốt nước miếng một cái, ngược lại nghiêm nghị nói, hơi lớn chuyện muốn uống bệ hạ thương nghị, chỉ là nếu bệ hạ ở tổ chức yến hội, như vậy bổn tọa cũng sẽ không quấy rầy rồi, sau này trở lại thương nghị. Ngồi, ngồi, ăn chung, ăn chút, ăn chút. Ngọc Đế vẫy tay chào hỏi Di Lạc Phật, ngược lại đối bên người chi người nói, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít thức ăn. Hơi hơi do dự, Di Lạc Phật rơi xuống, đã như vậy, bổn tọa liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mặc dù không có thể ăn thịt, nhưng là ăn chút thức ăn, ngửi một cái vị thịt, cũng là tốt. Hơn nữa thuận tiện cũng có thể cùng Ngọc Đế thương nghị một chút vạn yêu quốc chuyện. Thuốc lá sự tình đã vội vàng ở trước mắt. Chúng Phật bây giờ mỗi một người đều thờ ơ vô tình khó chịu không dễ chịu. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả Di Lặc Phật hút thuốc cũng không dám rút ra ngay ngắn một cái gốc. Theo thức ăn bưng lên, Di Lặc Phật cũng Ngọc Đế cũng bắt đầu tiểu trước. Chỉ là mùi vị quả thật quá nhạt. Uống xong một cái sau, Di Lặc Phật cũng nhíu mày một cái thoáng do dự một chút, hay lại là lấy ra một chai nhị qua đầu. Nhất thời con mắt của Ngọc Đế sáng choang. Chỉ còn lại một chai, liền do ta cùng Ngọc Đế đối ẩm một phen đi. Di Lạc Phật mỉm cười nói. Thực ra hắn còn có hai bình, nhưng là cái này cần trộn cắp uống. Chỉ là theo hai chén rượu xuống bụng. Hoàn toàn buông ra. Di Lạc Phật đem cuối cùng hai bình hàng tích trữ đều lấy ra, uống, không đủ ta phải đi tìm đường tam tạng hối đoái. Di lạc Phật nất rượu vỗ ngực bảo đảm. Ngọc đế cũng mắt say mông lung mà bắt đầu, nét mặt già nua đỏ bừng, cười ha ha một tiếng, đến ta này thiên đình đến, trả thế nào có thể cho ngươi tự có rượu đây. Người đâu, đi đem nhị oa đầu cho trẫm đem ra. Giờ phút này hai người đều có chút uống nhiều rồi, tính tình rồi. Phỏng chừng giải rượu cũng phải hối hận. Liền cùng hiện đại tựa như, vốn chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, uống tính tình rồi. Chỉnh không tốt còn phải hát cái bài hát, điểm mấy cái cô nương, càng có thể sau đó còn phải toàn bộ sô na. Ngày thứ hai tỉnh rượu, hối hận nha. Sao hoa nhiều như vậy chứ? Giờ phút này di lạc Phật cùng Ngọc Đế chính là cái này đức hạnh. Vốn chỉ là đơn giản tiểu trước mấy chén. Lúc này trực tiếp đem mỗi người hàng tích trữ cho lấy ra. Chủ yếu nhất là đừng vũ nơi nào còn không có rồi. Có thể nói như vậy, bây giờ lai ca trong tay nhị oa đầu là hiện thế còn sống rồi. a à, một tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Trong mơ hồ một cái điểm đen nhỏ phơi bày, ở trước mắt dần dần trở nên lớn. Phanh, thân thể nặng nề té rớt xuống. Cho trước mặt ngọc đế bàn đập nghiền nát, chủ yếu nhất là mới vừa lên tới mấy chai nhị qua đầu cũng hoàn toàn bể nát. Chúng thần đô trừng lớn con mắt, khiếp sợ nhìn bay tới Lai Ca. Lai Ca quơ quơ đầu, từ dưới đất đứng lên thân, chuyển một cái vòng, lần nữa ngã té xuống. Đây là đâu? Trước mắt thế nào đều là ánh sao nhỏ. Sẽ không cho bổn tọa làm ngân hà tới chứ. Chúng thần đô không dám tin nhìn Lai Ca. Nhất là Ngọc Đế cùng Di Lạc Phật hai người, hai người đã dơ ly rượu lên, tự hồ chuẩn bị đối ẩm. Nhưng mà theo Lai Ca từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp cho trước mặt bọn họ bàn đập lật. Thang thang thủy thủy rắc vào trên người hai người, mà hai người duy trì như củ nâng ly bất động tư thế Thời gian phản phất như ngừng lại giờ khắc này Kèm theo ai nha một tiếng Laika quơ quơ đầu từ dưới đất đứng lên thân Sau đó lại xoa xoa chính mình mặt Miệng lý tư cách thoáng cái hít vào một hơi Này một cái miệng rộng tự tác là thực sự ác Cho Laika cũng đánh mông Trước mắt tràn đầy tiểu tinh tinh Còn tưởng rằng bị làm đến ngân hà tới đây Thật lâu Laika mới thanh tỉnh lại Lúc này mới hướng quan sát bốn phía. Không khỏi trừng lớn con mắt. Còn tưởng rằng cho mình làm đến rồi ngân hà, nguyên lai là cho mình làm đến rồi thiên đình. Rất rõ ràng, thiên đình đây là đang chuẩn bị cái gì yến hội. Bốn phía sương mù sáng tỏ, kèm theo mùi thịt bồng bềnh vào lai ca hơi thở giữa. Ngươi. Ngọc đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đất một tiếng, ở một hơi rượu, ngươi tùy tiện đến trẫm thiên đình đến, vô cớ hư hại trẫm yến hội chuyện này không có hai gói thuốc lá trẫm cùng ngươi không xong đừng xem ngọc đế ngoài mặt nổi giận đùng đùng kỳ thực tâm lý thật có chút mừng thầm mà bắt đầu chính hảo chính mình thuốc lá lập tức phải không có mượn chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình từ đó muốn từ nơi này lai ca miễn phí chuẩn bị hai gói thuốc lá muốn yên đùa thôi nào ngờ giờ phút này lai ca đối với thuốc lá nhìn so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn muốn yên nằm mơ đi đi di lặc phật cũng quét thoáng cái đứng lên ngày xưa phật tổ bây giờ trở thành vạn yêu chi vương ngươi còn không biết tội nếu là cùng bản tọa trở lại linh sơn bổn tọa nhất định khẩn cầu thánh nhân để cho bọn họ từ nhẹ xử lý chỉ cần cho lai ca mang về linh sơn thâm như vậy yên chính là bọn hắn phật môn nắm trong tay đương nhiên chủ yếu nhất nguồn hay lại là đường tam tạng nhưng là bây giờ bọn họ không dám đi trước mặt đường tam tạng cùng hắn đắc ý nếu không dễ dàng bị một cái tác đập chết, cũng không phải là không có khả năng. Mà khi ban đầu ở Lạc Già Sơn là thời điểm, Di Lạc Phật là biết rõ, đường tam tạng cho Lai Ca một số lớn thuốc lá. Vốn là hắn đi tới thiên đình chính là vì cái này mà tới. Thậm chí còn muốn liên thủ với Ngọc Đế tấn công vạn yêu quốc từ đó cướp lấy thuốc lá. Nhìn hai người Lai Ca xoa xoa chính mình mặt, thần sắc bình tĩnh. Há miệng, vừa định muốn nói gì nhưng mà suy nghĩ một chút đây là đang thiên đình. Vạn nhất chuẩn đề cái kia không biết xấu hổ, trong lúc bất chợt ở nhìn chính mình không hợp mắt, cho mình một cái miệng rộng tử đây. Tốt lai like ca không ăn to mồm. Hắn được rút lui, chỉ phải trở về mình bàn chính là an toàn. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, trước mặt Di Lạc Phật cùng Ngọc Đế đều có điểm uống nhiều rồi, thậm chí bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện đập bể hai cái bàn chuyện nhỏ, còn phải bắt chẹt chính mình, cái này không thể được muốn lai ca lăn lộn nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều là hắn bắt chẹt người khác, thế nào có thể kia chịu đựng người khác bắt chẹt hắn đây? Bổn tọa không ngờ muốn sẽ phát sinh sự tình như thế, còn quấy rầy thiên đình trọng đại yến hội, đối với lần này bổn tọa thật là cảm giác sâu sắc xin lỗi. Về phần thuốc lá vấn đề, cũng không phải là không thể, nhưng là bổn tọa yêu cầu trở lại mình bàn đi lấy, bổn tọa sau này cho các ngươi đưa tới, các ngươi cho là như thế nào? Lai ca thần sắc bình tĩnh, cười hiếp mắt nói. Đôi mắt nhỏ cũng hiếp thành một kẻ hở, không biết là mở hay lại là nhắm rồi. Di Lạc Phật cùng Ngọc Đế liếc nhau một cái. Hai người cũng không ngốc, tự nhiên không thể nào khinh địch như vậy để cho Lai Ca trở lại vạn yêu quốc rồi. Vạn nhất, đi vào không ra làm sao bây giờ? Hừ, trên người của ngươi có bao nhiêu? Ngọc Đế bắt đầu tiến hành đàm phán. Chỉ cần trên người Lai Ca hàng không sai biệt lắm, hắn cũng không muốn quá nhiều dây dưa tiếp. Di Lạc Phật tâm lý bắt đầu âm thầm lo lắng rồi. Vạn nhất Lai Ca cũng thuốc lá cho Ngọc Đế, như vậy bọn họ Phật môn có thể làm sao bây giờ? Tại chúng thần chú thích hạ, Lai Ca đổi một chút đem bao thuốc lá cho cầm tới. Hướng về phía hai người báo cho biết một chút, đã trống. Lại sợ hai người không thấy rõ, Lai Ca trực tiếp đem bao thuốc lá cho xé ra. Nhất thời Lai Ca có một loại nhức nhối cảm giác. Muốn biết rõ phía dưới cũng không thiếu dọc theo dịp tử đâu rồi, lãng phí. Nếu như đảo trên giấy, ở nhặt mấy cái tàn thuốc tử, lại có thể cuốn thành một cây rồi. Thật không có. Lai ca thở dài một cái, Dương lên trong tay mình tàn thuốc tử, tỏ vẻ chính mình không có nói láo. Nhất thời Ngọc Đế cùng Di Lặc Phật chân mày cũng nhíu lại. Bổn tọa vạn yêu quốc còn có một số việc, như vậy cáo từ. Nói xong câu đó, Lai ca trực tiếp liền chạy, tốc độ phi khoái. Không chạy không được đâu. Nếu như chỉ là đơn thuần Ngọc Đế cùng Di Lạc Phật, Lai Ca hay lại là không sợ, cho dù không đánh lại, toàn thân hắn trở ra vẫn là có thể. Lại nói, đây là đang thiên đình, đánh, tổn thất cũng không phải mình. Nhưng là cũng bởi vì là ở thiên đình, hắn mới không dám tùy tiện động thủ đây. Không nói trước Hồng Quân, vạn nhất chuẩn đề nhìn chính mình không hợp mắt lại cho mình một cái miệng rộng tử đây. Vừa nghĩ tới chuẩn đề, Lai Ca cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng đồ chơi gì đây quang minh chính đại cướp yên cái này cũng chưa tính sang tên còn phải cho mình một cái miệng rộng tử cũng chính là đánh không lại hắn nếu không lai ca trực tiếp thì phải tìm hắn cùng hắn liều mạng thậm chí hắn còn suy nghĩ có muốn hay không thông báo lão tam một tiếng chỉ là muốn nghĩ cũng không cần thiết phiền toái lão tam rồi dù sao chính là một cái miệng rộng tử sự tình ngươi chạy đi đâu Ngọc Đế cùng Di Lặc Phật đồng thời chợt quát một tiếng, chạy lai ca đuổi tới. Chỉ là vừa mới vừa mở vân cất cánh, hai người đầu đồng thời một vựng, một trận dân trào, qua oa mỗi người ói ra. Thừa dịp thời gian này, Lai Ca đã sớm không biết tung tích. Đuổi theo Lai Ca đi đến Vạn Yêu Quốc. Bọn họ tự hỏi vẫn là không có gan to như vậy. Vạn Yêu Quốc phía sau là đường Tam Tạng, hơn nữa bây giờ La Hầu cũng ở đây Vạn Yêu Quốc. Nếu là Ngọc Đế cùng Di Lặc Phật, chống lại Lai ca cùng La hầu tự hỏi bọn hắn là không có có cái gì phần thắng. Đáng chết. Ngọc Đế lau miệng, mắng một tiếng. Thừa cơ hội này, Di Lạc Phật ở một hơi rượu nói, "Ngọc Đế, bổn tọa cho là bây giờ vạn yêu quốc đã đến không thể không trừ trình độ, bây giờ vạn yêu quốc cộng thêm ma tộc thật đủ sức để khoảng đó cái này tam giới." Ở một cái, người ta chờ người cũng có thể nhân cơ hội đòi lấy một ít thuốc lá. Ngọc Đế uống đầu vo ve có chút cấp trên, nhưng là còn không có hoàn toàn phiêu, vạn nhất đường tam tạng nhúng tay đây. Nếu như đường tam tạng thật nhúng tay, như vậy vô luận bọn họ bao nhiêu người đều là cho không. Khi sợ sẽ là hồng quân xuất thủ, cũng không làm gì được đường tam tạng, cho nên này không thể không cân nhắc đi vào. Bổn tọa đã phái người đi tìm hiểu đường tam tạng hành tung, bất quá đoạn thời gian trước đường tam tạng một mực cũng ở bế quan, nếu như bổn tọa đoán không lầm, bây giờ hắn cũng hẳn ở bế quan thừa cơ hội này chúng ta chính dễ dàng nhất cử diệt trừ vạn yêu quốc cùng ma tộc kia sợ sẽ là truyền tới thánh nhân nơi nào chúng ta cũng là vì tam giới thăng bằng an ổn này là đại công đức một món di lạc phật chậm rãi nói ngọc đế đánh hai cái ở rượu trầm tư cho là di lạc phật nói tự hồ có hơi đạo lý nhưng là kia sợ sẽ là đường tam tạng ở bế quan vạn nhất đột nhiên muộn thu nợ nần đây còn nữa bây giờ vạn yêu quốc thực lực không yếu nhất là ở cộng thêm ma tộc. Chỉ sợ sẽ là Phật môn liên thủ với thiên đình, cũng chưa chắc sẽ chiếm thượng phong. Mặc dù uống có chút cấp trên, nhưng giờ phút này là Ngọc Đế cũng không có ván đầu, cùng với còn suy nghĩ trong này đủ loại vấn đề. Không hổ là tam giới chi chủ. Chuyện này trẫm cần phải cân nhắc một phen. Vừa nói Ngọc Đế ở một hơi rượu. Em đẹp thiên mã yến, bởi vì Lai Ca đột nhiên từ trên trời hạ xuống, cũng cũng không có tâm tư. Ngọc Đế hướng về phía chúng thần vất vất tay, tỏ ý bọn họ ăn uống no đủ, có thể cút độc tử. Như thế cũng tốt, bổn tọa đi trước trở lại Tây Thiên, nếu là Ngọc Đế nghĩ thông suốt, tùy thời có thể phái người thông báo bổn tọa, bổn tọa nhất định mang theo linh sơn toàn thể chư Phật, cùng xuất chinh vạn yêu quốc. Hai tay di lạc Phật chấp tay, đọc một câu Phật hiệu, bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi. Trở lại Linh Sơn, di lạc Phật hô hô ngủ. Ngọc Đế ở thiên đình cũng là như vậy. Nhưng mà mỗi người tỉnh rượu sau đó, đều tại nhào nặng cái đầu, thần sắc mang theo hối tiếc. Trúng độc rồi. Bây giờ rượu thuốc lá hoàn toàn không có. Sao uống? Sao rút ra, làm sao chỉnh không còn một món đây? Văn thù Bồ Tát cùng mặc dù linh các Bồ Tát phụng mệnh dò ra một chút đường tam tạng hạ xuống. Đương nhiên, bọn họ liền hoài nghi đường tam tạng ở Ly Sơn nhưng là bọn hắn không dám rời quá gần không nói trước đường tam tạng chính là ly sơn lão mẫu nàng tính khí không lớn tốt vạn nhất nhất kiếm cho nhóm người mình bổ cũng không phải là không có khả năng cho nên để cá nhân tự thân an toàn cũng cách thật xa thậm chí ngay cả thần niệm cũng không dám tản ra vô luận là đường tam tạng hay lại là ly sơn lão mẫu lấy bọn họ tu vi nếu là lấy thần niệm đi xem xét như vậy bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác. Ở một cái lấy hai người bản thân tu vi, cũng quả quyết dò không tra được cái gì. Hai người liếc nhau một cái, mỗi người mặt mũi trung mang theo bất đắc dĩ. Thời khắc mấu chốt, hay lại là Linh các Bồ Tát cái này tiểu cơ Linh quỷ mở miệng nói chuyện rồi, ta dò xét đến đường Tam Tạng tựa hồ là ở bế quan. Ngươi kéo con bê đây. Ngươi có thể dò xét đến đường Tam Tạng văn thù bồ tát vừa muốn mở miệng phản bác một lớp ngược lại tiến lên đón ánh mắt của linh các bồ tát hắn tự hồ biết cái gì cười chúng chiếm gật đầu nói linh các tôn giả nói không tệ bổn tọa cho là đường tam tạng là ở bế quan như thế tốt lắm cốt lắm đã như vậy chúng ta liền trở lại tây thiên cùng di lặc phật bẩm báo một tiếng nói đường tam tạng chính ở bế quan linh các bồ tát nói hai người bóng người chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi Ly sơn bên trong đối với hai người đột nhiên xuất hiện ở phụ cận ly sơn ly sơn lão mẫu tự nhiên dễ như trở bàn tay cảm thấy nàng đang trầm tư là trực tiếp nhất kiếm đưa hai người vĩnh cửu đi nghỉ hay lại là phá hủy bọn họ nhục thân đây nhưng mà ngay tại trong trầm tư hai người lại ảo não đi nha cái này làm cho ly sơn lão mẫu có chút buồn bực ngươi này đi cái gì nhỉ ở đợi một hồi đi linh cát cùng văn thù hai vị bồ tát hoàn toàn không biết rõ mình ở quỷ môn quan chạy hết một vòng. Nếu là ở đợi một hồi, phỏng chừng muốn rời khỏi liền không phải dễ dàng như vậy. Nhìn hai người rời đi, Ly Sơn lão mẫu cũng không có xuất thủ, dù sao sư xuất vô danh. Như tiếp tục ở Ly Sơn đi lang thang, phải cho bọn hắn nhất kiếm, để cho bọn họ ở đắc ý. Đây là thế nào? Đường vũ xuất hiện ở sau lưng nàng nhẹ nhàng nói. Là Linh Các cùng văn thù, tới Ly Sơn đắc ý, coi như bọn họ đi nhanh. Ly Sơn lão mẫu đem tiểu linh ôm vào trong lòng, ta cho ngươi biết, tiểu nha đầu, lần sau gặp được đầu hói, ngươi liền ăn hắn. Tiểu linh cười khúc khích, trên đầu xúc tu vũ động, trong đôi mắt toát ra thị huyết quang. Rất nhiều một bộ khẩn cấp hận không được lập tức đi Linh Sơn ăn nhiều một phen tư thế. Đường vũ hô hấp một hồi, đem tiểu linh ôm lấy, ngươi không cần nghe nàng, nghe ta, không cho phép ăn. Nếu là Tiểu Linh đang cùng Ly Sơn lão mẫu đợi một thời gian ngắn, đường vũ không tốt không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ trở thành một tiểu ma đầu. Cũng tỉ như bây giờ Lăng Tuyết đã học được treo cật người. Tính tình cùng Ly Sơn lão mẫu không sai biệt lắm, nhảy lên, hoặc bác, nghịch ngợm. Tiểu Linh nháy một con mắt của hạ, thần sắc mang theo tuổi thân, ta biết ba. Ly Sơn lão mẫu hừ một tiếng, những thứ kia đầu hói nên ăn thì ăn, không có chuyện gì. Ta nghe ba tiểu linh chớp con mắt cười khúc khích bé ngoan đường vũ vui vẻ yên tâm sờ một cái nàng đầu nhỏ tiểu gia hỏa trưởng thành biết rõ nghe lời ly sơn lão mẫu có chút không nói gì nhìn vẻ mặt đắc ý đường vũ tây thiên theo linh các văn thù hai vị bồ tát trở lại linh sơn cùng di lặc phật hồi báo một tiếng nói đường tam tạng đúng là bế quan nhưng mà di lặc phật nhào nặng cái đầu thần sắc mang theo thống khổ còn có chút hối tiếc Sở dĩ nhào nặng cái đầu là bởi vì uống nhiều rồi, giờ phút này có chút nhức đầu. Hối tiếc là, hắn lại đem chính mình yên cùng nhị oa đầu lấy ra, cùng ngọc đế đồng thời rút. Bây giờ có thể nói, hắn thật là rỗng tuyết rồi. Dựa theo thường ngày uống nhiều rồi, tỉnh rượu sau đó, phải rút ra một cây. Cái này còn rút ra cái rắm rồi. Ngay cả một tàn thuốc tử cũng không có. Cùng lúc đó, Ngọc Đế cũng ở đây hối tiếc. Thang thở, Lúc đó thiên đình cai thuốc, những yên đó đều bị hắn cất đi lên, từ đó hạ phát mỗi người mỗi ngày chỉ có thể rút ra hai cây. Bây giờ tảo triều bắt đầu, chúng thần đô ở dương mắt nhìn, liền đang chờ ngọc đế phát yên đây. Nhưng là đã không có, còn hạ phát cái rắm rồi. Ngọc đế trao mày, hướng phía dưới chúng thần nhìn, trải qua nhiều ngày cố gắng, đối với thiên đình cai thuốc, đã lấy được trọng đại đột phá, trẫm rất là vui vẻ yên tâm, tin tưởng chư vị cũng biết rõ, hút thuốc có hại cho sức khỏe chuyện này, cho nên trẫm quyết định nếu là có thể hoàn toàn cai thuốc với chư vị. Với thiên đình cũng là một kiện mừng rỡ chuyện. Nếu như có thể cai thuốc, cũng sẽ không yêu cầu lãng phí tiền. Về phần nói cái gì hút thuốc có hại cho sức khỏe, chúng thần hết tất cả cũng không có coi là chuyện to tác. Bọn họ thần tiên chi thể, còn sợ cái này vấn đề sức khỏe sao? Nhưng mà một ít cơ trí người, nói thí dụ như Thái Bạch Kim Tinh lại trầm tư bệ hạ đây là ý gì chẳng nhẽ hôm nay không dưới phát thuốc lá sao muốn biết rõ chúng thần có thể cũng đang chờ đây mỗi ngày tảo triều sở dĩ như vậy tích cực hoàn toàn là bởi vì có thể nhận thuốc lá trẫm quyết định sẽ dẫn đầu dẫn mọi người cai thuốc hy vọng mọi người cũng có thể khắc chế chính mình ngọc đế tràn đầy uy nghiêm nói chúng thần trố mắt nhìn nhau ai cũng không nói gì chỉ là tâm lý lại có chút bất mãn là một cái như vậy simple lớp được, bệ hạ cũng phải tước đoạt sao? Là bệ hạ. Chúng thần cùng kêu lên kêu. Báo. Một cái thiên binh hoang mang rối loạn chạy vào, khởi bẩm bệ hạ, thiên hà nhược thủy lần nữa di động, tản mát ra như có như không hắc khí. Ngọc đế bước ra một bước, đã tới thiên hà nhược thủy chỗ rồi. Nhược thủy bình tĩnh hào không gợn sóng, chỉ là lại tản ra như có như không hắc vụ, mơ hồ mang theo khí tức kinh khủng, bắt đầu dần dần lan tràn. Nhìn như có như không lượng lờ lên hắc vụ, ngọc đế chân mày cau lại. Bởi vì hắn cảm giác, này cổ hắc vụ bất phàm, để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Xem ra còn phải đi đến tử tiêu cung, tìm hồng quân báo cáo một tiếng. Ngọc đế cảm giác có chút buồn rầu. Gần đây sự tình liên tiếp không ngừng, thậm chí một ít chuyện càng là vượt qua hắn dự liệu, căn bản không có biện pháp xử lý. Nếu là năm xưa, hắn hỏi nhân còn có thể nhiều hơn một chút tỷ như thái thượng lão quân bây giờ thái thượng lão quân tán lạc chính mình thánh nhân căn nguyên quy về trong thiên địa ai cũng không biết rõ hắn ở đâu về phần hồng quân nếu như có biện pháp ngọc đế cũng không muốn đi quấy rầy hắn nhưng là bây giờ là không có cách nào nhật thủy tứ tán lan tràn thiên đình bây giờ càng là xuất hiện đen như vậy vụ mỗi một chuyện đều vượt qua hắn phạm vi năng lực rồi Nhược thủy Vừa nghĩ tới nhược thủy, ngọc đế trầm tư Cũng không biết rõ nhược thủy khôi phục thế nào Còn có đen như vậy vụ lan tràn Nàng là có hay không biết rõ nguyên do đây Ứng nên biết rõ Dù sao nàng là với bên trong nhược thủy sinh ra Đối thiên hà nhược thủy hiểu Vượt xa người khác Thái Bạch Kim Tinh Ngọc Đế vừa muốn hạ chỉ Phân phó Thái Bạch Kim Tinh đi đến địa phủ Nhìn một chút nhược thủy khôi phục như thế nào ngược lại suy nghĩ một chút, còn lại đích thân đi một chuyến đi. Thái Bạch Kim Tinh đầu đã thấp xuống, đang làm hành lễ tư thế, chờ đợi Ngọc Đế mệnh lệnh. Nhưng mà kêu tên mình sau đó, lại không nói một lời. Cái này làm cho Tiểu Bạch có chút không hiểu, ngẩng đầu hướng Ngọc Đế nhìn một chút. Chỉ thấy Ngọc Đế vất vất tay, được rồi, trẫm tự mình đi một chuyến đi. Nếu là Nhược Thủy có thể giải quyết hết thảy các thứ này, như vậy tự nhiên cũng liền không cần làm phiền Hồng Quân rồi. Ngọc đế bóng người dần dần không nhìn thấy, xuất hiện ở địa ngục 19 tầng. Ngọc đế cầu kiến hậu thổ. Ngọc đế có chút thi lễ. Hồng quân chấp trưởng thiên đạo, hậu thổ chấp trưởng nói. Tự nhiên xứng đáng hắn như vậy thi lễ rồi. Lại nói, cho dù bất chấp trưởng nói, hậu thổ bản thân cũng là thật một vị thánh nhân. Ngọc đế tự nhiên cũng không dám quá nhiều càng rỡ. Nếu không trực tiếp giết chết chính mình, cho dù là hồng quân cấp cứu, phỏng chừng cũng không kịp trong mơ hồ một đạo thân ảnh hiện lên hóa thành hậu thổ bóng người nàng sáng sủa cười một tiếng chuyện gì trẫm tới đây là nghĩ hỏi thăm một chút nhược thủy khôi phục tình huống như hôm nay sông nhược thủy lan tràn ngay cả trẫm cũng không có cách nào mà nhược thủy là từ trung sinh ra nữ thần như hôm nay sông nhược thủy chuyện tự nhiên yêu cầu nhược thủy giải quyết ngọc đế cười khổ lúc này mới nói nhược thủy còn tạm không khôi phục còn cần một ít thời gian hậu thổ bình tĩnh nói ngọc đế ngẩn ra dám hỏi nhược thủy đại khái lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục như cũ không gấp không được đâu bây giờ không đơn thuần chỉ là nhược thủy lan tràn vấn đề còn có hắc vụ vòng đen như vậy vụ liền hắn đều đều cảm giác được khí tức nguy hiểm ta thế nào biết rõ hậu thổ cười nhạt nhưng là khẳng định vẫn là yêu cầu một ít thời gian đại nếu là không có chuyện gì ngọc đế liền xin trở về đi hậu thổ bóng người mạng mạn trở thành nhạc biến mất ở rồi ngọc đế trước mắt chuyện này ngọc đế có chút hơi giận như là người khác dám cùng trẫm nói chuyện như vậy trẫm sớm liền chém đầu hắn rồi đúng nếu là nhược thủy khôi phục còn hy vọng lập tức để cho nàng trở lại thiên đình dù sao như hôm nay đình nhược thủy chuyện trẫm thật không có cách nào giải quyết ngọc đế thở dài nói đối trong hư không hậu thổ biến mất bóng người có chút thi lễ ngược lại hắn cũng rời đi không rời đi có thể làm sao chính hắn một ngọc đế làm thật đúng là bực bội hậu thổ vung tay lên trên trời cao trận pháp hiện lên giờ phút này nhược thủy chính ở trong đó hấp thu trận pháp lực lượng ở dần dần khôi phục thần hồn chỉ là hậu thổ lại hơi nhíu mày thế nào khôi phục nhanh như vậy bốn phía trận pháp lực lượng đang không ngừng tràn vào nhược thủy trong thần hồn mà nàng thần hồn cũng ở đây dần dần rõ ràng cứ theo tốc độ này vĩnh không được bao lâu nàng thì sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ tụ tập nhục thân hoàn toàn khởi tử hồi sinh tra xét rõ ràng rồi xuống hậu thổ cũng không có phát hiện cái gì khác thường cũng có lẽ là bởi vì nhược thủy là với thiên hà nhược thủy chỗ sinh ra thể chất khác với người thường cho nên mới như thế ở bên trong trận pháp cách đó không xa bốn con khỉ ngồi xếp bằng chỉ là một người trong đó nhìn ra đặc biệt hư vinh giống như là một cái bóng mờ chỉ cần gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà tinh tế cảm giác bên dưới, hắn cũng ở đây dần dần đoàn tụ. Trận pháp lực lượng, liên tục không ngừng truyền tới, dung nhập vào hắn trong thần hồn. Cùng lúc đó, trư bác giới cùng sa ngộ tịnh bóng người cũng nổi lên. Nhìn ra, cũng đang không ngừng khôi phục. Không bao lâu, bọn họ thì sẽ hoàn toàn lại xuất hiện thế gian. Thấy một màn như vậy, hậu thổ nhỏ mỉm cười một cái. Cách đó không xa, có một cây kim gia thảo châm ở một bên căn. Ở kim gia thảo bên cạnh, có một cái bằng điểu, ở bảo vệ nàng. Bằng điểu quên mất hết thảy. Nhưng là lại không có quên, như cũ còn muốn bảo vệ nàng, bản năng muốn cùng nàng thân cận đến. Hậu thổ bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi. Theo nàng biến mất, ở bên trong trận pháp nhược thủy hừ một tiếng, lông mày kẻ đen hơi nhíu, thần sắc lướt qua một cái tia thống khổ quan mang. Nàng trợn mở con mắt, con mắt đen kịt một màu, như có như không lượng lờ nổi lên đen nhánh sương mù. Hừ. Nàng rên khẽ một tiếng, nhắm lại con mắt, một lát sau lần nữa mở ra, ánh mắt đã khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Bên cạnh bằng điểu mở ra cánh, đem cái kia kim gia thảo bảo hộ ở rồi cánh bên dưới, hướng về phía nhược thủy thấp khẽ kêu hai tiếng, tiếng kêu lộ ra sợ hãi, nhưng là nó như cũ một bước đã lui, đem cái kia kim gia thảo bảo hộ ở cánh bên dưới. Bằng điểu lần nữa kêu lên, thanh âm có chút nhọn, phản phất là đang nói, không cho tổn thương, hắn thương yêu này căng kim gia thảo. Nhật thủy thần sắc như thường, lần nữa nhắm lại con mắt. Chỉ là bằng điểu đôi mắt cảnh giác, ở phòng bị nhìn nàng. Ở ly sơn, đường vũ lần nữa bế quan mà bắt đầu. Hắn lần lượt thăm dò đạo của bản thân, muốn tiến thêm một bước. Mặc dù biết rõ hắn đường đã đến cuối, nhưng mà chưa từ bỏ ý định một lần một lần thử chỉ là không chút nào đột phá cũng không có ngoại trừ pháp lực có chút ít tinh tiến chỉ là với hắn mà nói pháp lực tinh tiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi hắn yêu cầu là đạo cảnh đột phá thất tình lục dục chi đạo bị hắn đóng dấu ở thiên tượng trên dung nhập vào thiên tượng bên trong ảnh hình người ở dần dần đại thành nhưng là lại không cách nào chân chính hoàn toàn đại thành nhưng vì giá quá lớn cùng lúc đó địa giống như cũng ở đây bắt đầu diễn biến luân hồi. Một khi hỗn độn đại kiếp đến, nói ác sẽ băng liệt. Mà giờ phút này đường vũ bắt đầu tự mình diễn hóa luân hồi. Nếu như bước ra một bước cuối cùng, hắn có thể dễ như trở bàn tay lấy thiên tượng mà thay thế thiên đạo. Địa giống như vì luân hồi. Đem chúng sinh in vào chính mình thiên tượng bên trong. Như vậy, hắn có thể chỉ huy chúng sinh tránh được này một kiếp này. Nhưng là, hắn lại cần trước chôn cất xuống chúng sinh cũng chính là hắn được dẫn đầu tàn sát chúng sinh hủy diệt bọn họ sau đó đưa bọn họ đóng dấu với thiên tượng ánh chiếu mà ra từ đó lần nữa để cho bọn họ khởi tử hồi sinh thiên tượng vì thiên đạo địa giống như vì lục đạo ảnh hình người vì sắc dục hắn hoàn toàn thay thế thiên đạo lấy thiên tượng làm chủ hắn lại là thiên sở hữu chúng sinh đều đưa cho hắn thiên tượng bên trong trọng sinh chỉ là chôn cất xuống chúng sinh. Đường Vũ ở tâm lý u u thở dài đứng lên. Đem chúng sinh chôn cất ở trong cơ thể mình, sau đó chờ đến vô tận tuổi nguyệt hậu, đại kiếp kết thúc, ở đem chúng sinh ánh chiếu mà ra. Chỉ là, nhìn giống như hắn cường đại vô cùng. Nhưng mà cũng ở đây lo âu. Mình là hay không có thể thừa tái ý chí đây. Hơi không cẩn thận, hắn sẽ bị chúng sinh chia ra. Sau đó hoàn toàn dung nhập vào chúng sinh bên trong từ đó thân tử đạo tiêu. Hắn nói, nhìn như là thiên tượng làm chủ, luân hồi cùng thất tình lục dục là phụ. Nhưng là bây giờ từ đầu đến cuối đều là ở thiên đạo bên dưới. Cho nên không bước ra một bước cuối cùng, đầy đủ mọi thứ đều là uổng công. Bất quá, hắn nhưng có thể tàn sát chúng sinh. Ngược lại đưa bọn họ chôn cất ở trong cơ thể mình rồi. Như thế như vậy, người khác giống như hấp thu chúng sinh đầy đủ mọi thứ, nhất định đại thành có lẽ giống như là trong cơ thể một người khác chính mình lời muốn nói như vậy đi hỗn độn đại kiếp đến quy cư như hôm nay nói từ đó bao phủ hết thảy từ đó ở không thể làm gì bên dưới hắn sẽ làm như vậy sẽ chôn xuống chúng sinh bây giờ lấy hắn pháp lực dù cho thông thiên thậm chí còn nguyên thủy thiên tôn đám người nếu là muốn hủy diệt đối với đường vũ mà nói tự hồ cũng là dễ như trở bàn tay về phần hồng quân yêu có chết hay không đường vũ sẽ không để ý. Chỉ là hắn duy nhất lo âu là, đến thời điểm bị thất tình lục dục cắn trả. Tự mình tiêu tan, dung nhập vào chúng sinh bên trong. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn thân tử đạo tiêu, giống vậy, chúng sinh cũng sẽ bao phủ. Trong đầu cặp kia bình tĩnh con mắt hiện lên, ngưng mắt nhìn hắn, tự hồ có hơi mong đợi, ngươi cuối cùng sẽ đi ra bước này, đây là ngươi số mệnh, chờ ngươi chôn xuống chúng sinh lúc, chúng ta thì sẽ hoàn toàn gặp nhau. Hừ, Ngươi đang chờ mong này ta làm như vậy. Bởi vì ngươi chỉ có thể làm như thế, nhìn như lãnh huyết vô tình, đối chúng sinh nơi nơi không cần thiết chút nào, mà ở ngươi tâm lý lại có một tia nóng bỏng, cho nên ngươi cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn cái này chúng sinh, cứu những thứ này thật đáng buồn con kiến hôi. Giọng nói kia vang dội ở Đường Vũ trong đầu. Đường Vũ trong mắt lướt qua một tia bi ai. Vâng. Nhìn giống như hắn lãnh huyết vô tình ngoài miệng vừa nói hướng về phía chúng sinh nơi nơi sinh tử không cần thiết chút nào nhưng là chúng sinh nơi nơi có hắn quan tâm nhân nha hắn không nợ cái này chúng sinh nơi nơi cái gì nhưng mà nhìn bọn hắn bao phủ hoàn toàn quy về hư vô hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ nếu không hắn cũng sẽ không cố gắng như vậy tìm kiếm đạo của mình vì có lẽ là những thứ kia chúng sinh nơi nơi đi dĩ nhiên có lẽ càng là vì tự mình ở con người hầu như đi hắn lại là như vậy ích kỷ hừ đây là ta sự tình đường vũ hừ một tiếng ngay sau đó thanh âm của hắn thả mềm đi xuống mang theo vẻ khao khát như vậy nói nếu là có một ngày ngươi thật thay thế ta ta cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng sinh lưu một chút hy vọng sống đối ở thể nội chính mình đường vũ mơ hồ biết rõ hắn là ai cho nên càng phát ra cảm thấy đáng sợ có một loại vô lực bi ai bất quá không tới một bước cuối cùng hắn cũng sẽ không như thế nhận thua. Với nhau giữa chiếm đoạt, dung hợp. Mặc dù hắn tự nhận là không có bao nhiêu hy vọng, nhưng là chung quy phải cố gắng đến cuối cùng. Có người chính là như vậy. Lần lượt thất bại, lần lượt té, mà bọn họ sẽ lần lượt vĩnh vô chỉ cảnh giải dụ. Biết rõ thấy kết quả cuối cùng. Có lúc dù là biết rõ kết quả là nhất định. Như cũng mang lòng hy vọng, chưa từ bỏ ý định đi dùng dằn đi đánh cược kia một phần trăm cơ hội thần hồn bên trong kia đôi con mắt nổi lên vẻ ngạc nhiên tự hồ không nghĩ tới đường vũ sẽ nói như vậy hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hắn hồi lâu sau mới lên tiếng nếu là có một ngày ngươi thật đi ra một bước cuối cùng ngươi sẽ phát hiện không có nhất dùng chính là chỗ này nhiều chút cái gọi là thất tình lục dục chúng sinh nơi nơi thống khổ đều là bắt nguồn ở này nhưng là ta là một người đường vũ từ tốn nói hắn chỉ là một người. Vô luận tu vi như thế nào cường đại, cũng không sửa đổi được bản chất làm người một điểm này. Nếu là nhân, như vậy tự nhiên có thất tình lục dục rồi. Bất quá, cũng cũng là bởi vì có thất tình lục dục, nhân cho nên mới có thể xưng là nhân, nếu không tại hoang dã miền quê thú có gì khác nhau. Ngươi nếu là muốn chân chính bước ra, liền phải bỏ qua hết thảy. Ngươi nói là chúng sinh chi đạo, thất tình lục dục là phụ, cho nên chỉ có bỏ qua, mới có thể hoàn toàn bước ra đi. Cũng bởi vì đạo của ta là chúng sinh chi đạo, cho nên tự nhiên yêu cầu thất tình lục dục rồi. Đường Vũ Lạnh giọng nói. Giọng nói kia như cũ tự mình vừa nói, Hồng Quân, Thái Thượng Lão Quân, bọn họ tất cả là như thế. Ngươi cho rằng là Hồng Quân là vì chúng sinh sao? Không, hắn là vì mình, nhất là hắn hợp thành thiên đạo, càng tuân thủ thiên đạo quy luật, kia sợ sẽ là chúng sinh hủy diệt, hỗn độn kiếp hiện, cũng là thiên đạo vận chuyển quy luật một bộ phận dĩ nhiên bởi vì trong thân thể của hắn vẻ này ngoại giới lực lượng hắn mơ hồ có tránh thoát thiên đạo thế về phần thái thượng lão quân thái thượng vong tình ngươi cho rằng là là một câu nói đùa sao mà ngươi ha ha giọng nói kia đột nhiên ý vị thâm bắt đầu cười dài thế nào đường vũ cao mày hỏi không có gì không phủ nhận ngươi nói là đúng hồng quân nói tuân thủ thiên đạo vận chuyển quy luật thái thượng lão quân thái thượng vong tình nhưng là ngươi đừng quên rồi thông thiên nói tiệc giáo nói vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống đường vũ nói tiếp đại đạo vô tình nhưng là nhân hữu tình giọng nói kia trầm mặt xuống cốt nửa ngày mới nói ta ngươi giữa bản vi nhất thể nếu là ngươi muốn vì chúng sinh lưu lấy một chút hy vọng sống ta tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi vừa nói giọng nói kia hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi. Đường vũ âm u thở dài, đứng lên đi ra ngoài. Ly Sơn lão mẫu chính ở trong núi, hái đến một ít hoa dại. Trong tay nhiều bó đóa hoa mở diễm lệ. Dương mắt hướng về phía đường vũ sáng sủa cười một tiếng. Đường vũ cũng không khỏi vi tiếu mà bắt đầu, chỉ cảm thấy như vậy nụ cười, đóng dấu ở hắn tâm lý. Đẹp mắt không? Nắm hoa, ly sơn lão mẫu hướng về phía đường vũ quơ quơ đẹp mắt. Đường Vũ nhìn nàng nói. Đến khi hắn rốt cuộc nói là người tốt nhìn, hay lại là hoa đẹp mắt, kia liền không biết. Người nói hoa nhi là hy vọng héo tàn trong tay ta, còn là hy vọng tự nhiên điêu linh đây. Ly Sơn lão mẫu nắm hoa, ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Đường Vũ nói, ý nghĩa bất đồng, bị ngươi hái, là bởi vì nó xinh đẹp bị ngươi xem trung, mặc dù điêu linh nhanh, nhưng là có người thưởng thức nó mỹ lệ, cũng coi là không uổng công này một mùa nở rộ. Về phần tự nhiên điêu linh, chẳng qua chỉ là luân hồi một loại thôi, nhưng là không người phát hiện mỹ lệ, chưa chắc không phải một loại bi ai. Tựa như cùng phàm trần bên trong một số người một dạng bọn họ oanh oanh liệt liệt, nhưng là lại lại ngắn ngủi, nhưng mà giống như là pháo hoa một dạng hở thả vào cực hạn rồi, sáng chói chói mắt. Nhưng mà đại đa số người muốn như thế, lại không làm được, cho bọn hắn mà nói, bình bình đạm đạm cả đời giống như nở rộ quá một mùa hoa điêu linh đi qua cái gì đều lưu lại không dưới đại đa số tất cả là như thế một đời làm trần cuối cùng chẳng còn sót lại gì cho dù một ít có thể lưu ở trên đời này như vậy vậy là cái gì bất quá liền là một cái tên thôi đơn giản mấy chữ ly sơn lão mẫu trong tay cầm hoa tươi nhẹ nhàng ngửi một cái tự nhiên cười nói ngươi nói đúng Nàng nắm hoa nhúng nhảy một cái đi vào phòng bên trong, đem hoa tươi bỏ vào bồn hoa bên trong, cẩn thận trọng tải tốt. Đường vũ cười nhạt, thân ảnh nhất tránh, biến mất ở rồi ly sơn nơi. Hắn không biết rõ mình hẳn đi nơi nào. Ở phàm trần trung du lịch đứng lên. Trước xuất thế, nhập thế, ở ẩn sĩ. Nắm giữ quá, sau khi để xuống, mới là thấy ra. Một người yếu là muốn tuyệt tình khí yêu, trước tiên cần phải vì thâm tình mà chết lãnh hội quá phàm trần sinh tử bái kiến bọn họ sinh lão bệnh tử nhưng mà đường vũ lại thần sắc bình vô cùng yên tĩnh với hắn bất tử bất diệt nói đến trăm năm thời gian bất quá thoáng qua giữa giờ phút này hắn có chút biết một người khác chính mình từng nói một cá nhân hoạt động thời gian càng dài đối với tình cảm cũng lại càng nhạt thậm chí còn cuối cùng càng phát ra lạnh lùng thực ra hắn không có nói sai ít nhất theo đường vũ cũng là như vậy nếu là thường ngày tại hắn lúc nhỏ yếu thấy những thứ này người đáng thương hắn sẽ cảm giác bi ai thậm chí thống hận chính mình không có năng lực không cách nào trợ giúp bọn họ còn trẻ không biết gì hắn đã từng mơ mộng quá trưởng thành làm một người anh hùng thay đổi hắn và hắn giống vậy bi ai nhỏ yếu sinh mệnh nhưng mà đây chỉ là mơ mộng thôi mơ mộng theo không ngừng trưởng thành cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung chỉ còn lại có thực tế hắn hiện tại có năng lực nhưng không nghĩ ở đi nhúng tay cái gì. Vận mệnh nói đến, nhân quả chi định. Ok quốc cái gọi là tam ca miếu đã sớm sụp đổ. Nhất lên đường tam tạng, thật sự đổi lấy bất quá chỉ là một mảnh tiếng mắng. Đối với lần này đường vũ cười nhạt, không thèm để ý chút nào từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đối với bọn họ mắng dường như là không nghe thấy. Ba, ta ăn bọn họ. Tiểu Linh tại hắn đầu vai nói. Trên đầu xúc tu vũ động, cả người trên dưới toát ra từng trận thị huyết quan mang tại sao đường vũ hỏi ta nói rồi không cho phép ăn nhân nhưng là bọn họ mắng ba cho nên bọn họ liền là người xấu ta chỉ muốn ăn bọn họ tiểu linh thanh âm quá dị như khóc mà không phải khóc tựa như cười mà không phải cười giống như là một cái thanh âm hoặc như là vô số không đồng thanh âm đồng thời ở mở miệng theo đường vũ bây giờ tiểu linh cho dù là mặt đối chuẩn thánh đều có thể mê hoặc bọn họ để cho bọn họ hoàn toàn mê muội, lâm vào một trận chém giết. Đường Vũ cười một tiếng, không nói gì. Đi tới cách đó không xa bán kẹo hồ lô bên cạnh, hắn mua rồi hai chuỗi đường hồ lô, vừa ăn, một bên chuẩn bị rời đi nơi này. Đường Tam Tạng, đường Tam Tạng. Có thanh âm quen thuộc vang dội ở bên tai. Vốn là bóng người chuẩn bị dần dần không nhìn thấy đi xuống Đường Vũ, vào thời khắc này dừng lại. Không dám tin nhìn hướng hắn điên cuồng chạy tới một con heo vừa chạy, còn một bên gầm to. Nhưng mà những thứ này tiếng gào, tại người khác nghe tới chính là heo tiếng kêu. Chỉ là đường vũ lại nghe rõ ràng, đây là đang kêu tên hắn. Này không phải Tây Thiên Phật môn người thành đại sự Phật sao? Đường vũ nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ. Đường tam tạng, ngươi đem ta đưa về Tây Thiên. Dù là luân lạc tới tình trạng như thế, người thành đại sự Phật thanh âm, như cũ cao cao tại thượng, tự hồ nói chuyện với đường vũ, đã rất cho hắn mặt mũi tựa như. Chỉ cần đưa hắn đưa về Tây Thiên, tìm tới hai vị thánh nhân, luân hồi nổi khổ, dễ như trở bàn tay cũng liền giải quyết. Người thành đại sự Phật, khoảng thời gian này thật là cũng muốn điên rồi. Đầu thai thành đủ loại, sau đó bản thân hay lại là đoạn mệnh, thống khổ nhất là mình còn mang theo vốn là trí nhớ. Trơ mắt thể nghiệm bất đồng sinh mệnh. Thậm chí còn bị giết, cũng dễ như trở bàn tay thấy. Đương nhiên, cũng không bao gồm bị giết. Tỷ như, hắn đầu thai thành một con chó, bị khát cẩu tư sống cắn chết. Đang so như, hắn ở chuồng ngưu thành một cái ngưu độc tử, bị khát ngưu cho đã đóng đá chết rồi. Đây cũng chính là người thành đại sự Phật ý chí kiên định, nếu không đều sớm điên rồi. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng chịu không được rồi. Cho nên, mỗi một lần vừa sinh ra, chỉ cần cảm giác mình có chút khí lực rồi, hắn liền trực tiếp tự sát, cũng tiết kiệm ở được hành hạ lần này nhìn đại đường tam tạng liều mạng tựa như chạy chạy tới hy vọng có thể mang hắn đưa về tây thiên đối với hắn ngày xưa chuyện làm đường vũ không có bất kỳ nghĩa vụ đi tha thứ hắn cũng tương tự sẽ không đang cùng hắn so đo cái gì đánh đại nghĩa cờ hiệu yên tâm thoải mái làm được một ít chuyện sai lầm đây là đáng sợ nhất bởi vì hắn không cho là mình làm sai còn cho là mình là vì đại nghĩa đây tại sao phải đưa ngươi trở về đường vũ bình tĩnh nói bằng ta là chỉ là vừa nói ra mấy chữ người thành đại sự phật thanh âm liền dừng lại hắn cảm giác mình có chút qua loa đây chính là đường tam tạng đừng nói là hắn chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều không để ý muốn lấy bản thân mình thân phận đi ép hắn có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ đường tam tạng ta thỉnh cầu ngươi đưa ta hồi tây thiên đi người thành đại sự phật nhìn kỹ biết tình thế thanh âm đều không khỏi hạ thấp thậm chí như có như không còn mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi là người xuất gia, tự nhiên chỉ cần nhân quả quyết định. Đường Vũ có chút châm chọc nói, thế nào ta có thể tùy tiện nhúng tay nhân quả chuyện. Nghe vậy, người thành đại sự Phật đầu một vựng. Nhân quả nhất định nói đến. Đơn giản chính là nhằm vào bình phàm nhân. Dựa theo bọn họ tu vi, nhân quả không chiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không dính vào thiên đạo đại nhân quả liền không có bất cứ vấn đề gì mà đường tam tạng là chân chính không sợ hết thảy cho dù là thiên đạo nhân quả đã sớm có thể không sợ rồi giờ phút này hắn lại nói mình không muốn nhúng tay nhân quả chuyện đường tam tạng ngươi rốt cuộc muốn thế nào ta thỉnh cầu ngươi đưa ta hồi tây thiên người thành đại sự phật thanh âm lần nữa hạ thấp đứng lên thật vất vả thấy một cái như vậy hy vọng Tại sao có thể buông tha cho chứ? Ở hắn trong lòng cũng có chút bất mãn đứng lên. Vốn là chính mình chuyển thế luân hồi nỗi khổ, hắn thấy, chỉ cần hai vị thánh nhân tìm được chính mình, dò xét một phen, dễ như trở bàn tay liền có thể tìm được. Sau đó trợ giúp tự mình giải quyết luân hồi nỗi khổ, tuy nhiên lại lệch trời không có. Do ngay từ đầu hy vọng, dần dần biến thành tuyệt vọng. Hai vị thánh nhân rất có thể cho hắn quên rồi. Nếu như vậy, vậy thì đáng sợ. Hắn sẽ mang tự mình bản thân trí nhớ, không ngừng trong coi luân hồi nỗi khổ. Đường Vũ Bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, ngươi biết rõ mình sai ở nơi nào sao? Lão Tăng làm sai chỗ nào, làm hết thảy cũng là vì Phật môn đại hưng. Người thành đại sự, lúc cần thiết khi có hy sinh mới được. Chút ít hy sinh là vì cuối cùng phổ độ phần lớn người, như vậy làm sai chỗ nào? Người thành đại sự Phật, nghĩa chính ngôn từ nói đường vũ nhìn hắn lắc đầu một cái bóng người chậm rãi biến mất ngay tại chỗ nhất thời người thành đại sự phật quá sợ hãi đường tam tạng đường tam tạng cách đó không xa một người cầm trong tay sợi dây trên sợi dây buộc lên một cái lồng luân phiên hai cái một cái liền cho con heo này bao lại đại trư ô ô thét lên nhưng mà vẫn bị mọi người hợp lực mang đi ngay cả đường vũ đều có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ thấy phật môn người thành đại sự phật vốn là hắn cũng cho là đã sớm bị hai vị thánh nhân cứu vớt đi lên thoát khỏi luân hồi rồi mà bây giờ xem ra tự hồ hai vị thánh nhân thật có thể cho hắn quên rồi nghĩ đến đây khóe miệng của đường vũ không khỏi co quắp hai cái nhưng mà hắn nơi nào biết rõ đừng bảo là một cái người thành đại sự phật rồi liền là cả phật môn bây giờ hai vị thánh nhân đã không cần thiết bọn họ chủ yếu quan tâm là bây giờ tránh được hỗn độn đại kiếp sống đến người kế tiếp kỷ nguyên đây mới là chủ yếu chỉ cần có thể sống sót sống đến người kế tiếp kỷ nguyên nhìn luân hồi trọng tố vạn vật trọng sinh bọn họ thậm chí đều là trong thiên địa chúa tể sở hữu tân sinh hết thảy đều là bọn hắn nô lệ trong thiên địa sở hữu tài nguyên mặc cho bọn hắn chọn lựa đến lúc đó muốn chế xây cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay sao về phần thiếu nợ thiên đạo công đức một chuyện dưới cái nhìn của bọn họ đã qua lâu như vậy rồi, thiên đạo cũng không có chút nào động tác, tự hồ có thể quên mất. Lão ca hai đều tới tốt một mặt suy nghĩ. Giờ phút này cũng hy vọng Hồng quân thật có thể luyện hóa trong cơ thể vẽ này ngoại giới lực lượng. Đến thời điểm, cái gì đường tam tạng nha, trực tiếp tay cầm đem bóp. Hơn nữa còn có khả năng ở trong đại kiếp sống tiếp. Hy vọng lão sư sớm xuất quan. chuẩn đề nói, không lâu trước đây, Ngọc Đế tới muốn yêu cầu gặp lão sư, bị ta đuổi đi ngọc đế nói cái gì thiên hà nhược thủy tứ tán có hắc vụ lan tràn mà ra nhưng mà theo chuẩn đề này cũng không là vấn đề trước mặt cái gì cũng không có hồng quân bế quan trọng yếu cho nên trực tiếp câu nói đầu tiên cho đuổi đi nói cho ngọc đế lão sư chính ở bế quan sau này trở lại đi tiếp dẫn hướng tử tiêu cung nội điện cũng chính là hồng quân nơi bế quan nhìn một chút ngươi nhận thức vì trên người lão sư này của ngoại giới lực lượng đến từ đâu? Không biết rõ. Chuẩn đề nói, nhưng là có thể cảm giác rất cường đại. Tiếp dẫn âm thầm gật đầu một cái, quả thật rất cường đại, chủ nếu là bởi vì bây giờ lão sư cường đại, hắn bây giờ cũng có thể đối phó đường tam tạng rồi. Vừa nói hắn lắc đầu một cái, cho dù lão sư thật mạnh hơn đường tam tạng rồi, nhưng là muốn đối phó hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, đáng sợ nhất là, Đường Tam Tạng trong cơ thể một cổ lực lượng khác, cổ lực lượng kia càng đáng sợ hơn. Hắn có thể không có quên, lúc ấy trên người Đường Tam Tạng tản mát ra cổ lực lượng kia. Đó là để cho thiên đạo đều rung rẩy lực lượng. Đương nhiên, cũng là thiên đạo có thể chịu đựng cực hạn lực lượng, nếu là cổ lực lượng kia ở lớn mạnh một chút, liền có thể hoàn toàn nhảy ra thiên đạo ở ngoài. Người nói không tệ, ta cũng cảm thấy, Đường Tam Tạng cổ lực lượng kia càng đáng sợ hơn chủ đề trầm trọng gật đầu một cái ít nhất của lực lượng kia cho ta cảm giác so với lúc này lão sư cường đại quá nhiều nào ngờ đường vũ ngay tại cách đó không xa đối với bọn hắn nói chuyện nghe rõ ràng hồng quân trong cơ thể của lực lượng kia hắn cũng rất là kiên kỵ cho nên chuẩn bị lần này hoàn toàn dò xét một kết quả nhìn xem rốt cục là từ chỗ nào tới bất quá đường vũ hoài nghi của lực lượng này căn nguyên hẳn là hồng quân cũng sớm đã lấy được chỉ là hắn hợp thành thiên đạo không có cách nào đi luyện hóa này của ngoại giới lực lượng. Bây giờ bất đồng rồi, thiên đạo suy nhược lâu ngày, đã không có biện pháp đi quan tâm những thứ này. Cho nên Hồng quân lúc này mới chuẩn bị luyện hóa của lực lượng này. Không thể không nói, hắn đuổi kịp một thời cơ tốt. Tử tiêu cung nội bộ. Hồng quân thật sự có khí tức nội liễm, tựa như một người bình thường lão nhân. Ngồi xếp bằng. Nếu là ở người khác xem ra, cũng có thể ở ra rắm. Đương nhiên, lúc này đường vũ cảm giác. Mặc dù trên người không có chút nào khí tức lượng lờ, nhưng là ở trong thân thể của hắn, lại có một cổ lực lượng cường đại không ngừng du tẩu. Đối với lần này, đường vũ tự nhiên cảm thấy. Dù cho hắn lần nữa có tồn vào, muốn giết chết Hồng Quân, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là bây giờ, nếu là thật đại chiến sinh tử. Kết quả cuối cùng, chính là hai người đồng quy vu tận. Bất quá ngay cả như vậy, đường vũ cũng không tin tưởng chính mình sẽ chết. Bởi vì trong cơ thể một người khác chính mình duyên cớ, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho mình chết. Hồng quân đột nhiên trợn mở con mắt, tự hồ có tinh thần lóe lên trong mắt, hắn nhìn về phía đường vũ vị trí, đường tam tạng. Hắn cảm thấy đường vũ khí tức. Ta vừa vặn muốn phải đi tìm ngươi thì sao? Hồng quân thở dài nói. Đường vũ hiện thân mà ra, tìm ta. Cái này coi như kỳ quái đúng tìm ngươi. Hồng quân nghiêm nghị nói, ngươi bước ra nửa bước, muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn bước ra là không có khả năng. Mà ta cũng giống như vậy, mặc dù ta quả thật tinh tiến không ít, nhưng là cách một bước cuối cùng như cũ còn có chút khoảng cách. Đường vũ chân mày cau lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ngươi hợp lực, tạm thời duy trì thiên đạo vận chuyển. Hồng quân trực tiếp có nên nói hay không nói, nếu không, một khi hỗn độn đại kiếp đến, không có bước ra một bước cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chết. Ngươi cẩn thận cảm ứng xuống. Có chút không hiểu, nhưng mà đường vũ vẫn là lấy chính mình bổn nguyên chi lực hướng bốn phía đi cảm ứng. Hắn có chút sửng sốt một chút. Có một loại vô hình bình chướng, để cho người ta có một loại hít thở không thông một loại cảm giác bị áp bách thấy. Ở tinh tế dưới sự cảm ứng. Phản phất không gian ngưng cố, mang theo như có như không khí tức hủy diệt, bắt đầu dần dần tích lũy đứng lên tự nhiên hắn cảm thấy đây là thiên đạo lực lượng bao phủ cảm thấy sao bốn phía thiên đạo lực lượng bao phủ đang không ngừng tích lũy một chút xíu không ngừng tăng lên hỗn độn đại kiếp đã bắt đầu dần dần đến hồng quân đứng lên lưng đeo tay đi tới lui hai bước cho nên ta yêu cầu ta ngươi liên thủ duy trì thiên đạo trật tự thiên đạo thực lực kéo dài đại kiếp đến đường vũ trầm tư một chút nói không thể nào như hôm nay nói suy nhược lâu ngày bản thân khí tức bắt đầu dần dần bao phủ này phương thiên địa rồi, hỗn độn đại kiếp dần dần hiện ra. Dù cho ta ngươi ngay cả tay, cũng không cách nào trì hoãn đại kiếp đến. Không, có biện pháp. Hồng quân nói. Biện pháp gì? Ngươi biết rõ tại sao hỗn độn đại kiếp đến tới nhanh chóng như vậy sao? Một bộ phận hẳn là quy cư nguyên nhân đi. Đường Vũ bình tĩnh nói. Hồng quân có chút ngạch thủ, không sai, nhưng là còn một nguyên nhân khác. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía đường vũ, ngươi. Bởi vì ngươi một cái như vậy biến số ảnh hưởng quá nhiều, đưa đến quá nhiều chuyện xuất hiện ngoài ý muốn, khó mà nắm trong tay. Chờ biết, nhưng là ta còn không hiểu, ta ngươi dù cho ngay cả tay, thế nào duy trì thiên đạo vận chuyển. Trì hoãn đại kiếp đến. Đường vũ hỏi. Ta ngươi ngay cả tay tạm thời đem quy khư ngắn mũi phong ấn, dù cho quy khư là siêu thoát thiên đạo bên ngoài tồn tại, nhưng là ta muốn cũng không ngăn được ta ngươi ngay cả tay hồng quân nói như thế thiên đạo không cảm giác được quy khư uy hiếp tự nhiên có thể trì hoãn đại kiếp đến hết thảy các thứ này đường vũ cũng làm xong sẽ chờ ngươi đến nói những thứ này rau cúc vàng đều lạnh đường vũ ở tâm lý ám thầm hừ một tiếng ta cự tuyệt nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha